Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai Cũng chính là tập cuối của bộ truyện này Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn Tập cuối Tối đó, Vi tắm xong bước ra, nhìn thấy anh chém chệ trên giường xem tạp chí Thấy cô anh bỏ cuốn tạp chí sang một bên Vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống Cô lại gần anh mở tủ lấy máy sấy Ngồi yên đi anh sấy tóc cho em Để vậy từ từ khô cũng được Dù Sam cũng chưa ngủ mà Nào ngồi yên Anh nhẹ nhàng nâng điêu mái tóc cô Sấy xong cất máy sấy trở lại vị trí cũ Đưa tay kéo cô trong lòng thủ thỉ Có muốn chúng ta ra riêng không? Sao phải ra riêng ạ? Sống với ba mẹ cũng tốt mà hân vì từ trước đến nay thiếu thốn tình cảm ba mẹ nay được ông bà hà yêu thương che chở cô không hề cảm thấy áp lực khi về đây làm dâu bà hà luôn luôn yêu chiều cô luôn đứng về phía cô thấy cô hỏi mình đơn giản đáp anh muốn chúng ta có không gian riêng ấy. nhưng còn ba mẹ thì ba mẹ có đình phong chúng ta ở riêng nên thường xuyên về đây với ba mẹ nếu em thích ừm um, em đồng ý chứ em không đồng ý thế anh vẫn quyết định ra riêng à sẽ không anh nghe theo em thực lòng thì em cũng muốn có ba mẹ bên cạnh em anh biết em nghĩ gì không sao nghe em hết nhưng mà nếu anh muốn ra riêng thì em cũng chiều theo ý anh chiều anh á ừ chuyện này không cần chiều anh là chuyện khác cơ chuyện gì ạ em nói thử xem mình xoay người nhanh chóng đẻ cô dưới thân cô hoảng hốt muốn thoát khỏi vòng tay anh nào 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 thả em ra không phải vừa bảo chiều anh à muốn lật lọng chứ gì Em không nói chuyện này Đừng có mặt luôn Sao cơ Anh thừa biết em nói chuyện gì mà Anh đâu có biết Thế lúc sáng ai to mồm bảo Anh chỉ biết vợ anh muốn gì Anh đương nhiên biết em muốn gì Em muốn anh còn gì Nụ cười trên môi mình sau câu nói Càng trở nên rõ nét Hận vì xấu hổ đưa tay đánh vào lồng ngực anh Cô giận dỗi thoát khỏi vòng tay anh Rồi ôm lấy gối quay người về phía bên kia giường Minh nhìn một loạt hành động của cô thì đơ người. Anh nói gì sai à? Anh đưa tay lai lai người cô. Này, vợ. Nhưng cô không hề có bất cứ phản ứng nào dành cho anh, vẫn mặc kệ anh. Cô kéo chăn đắp lên người chỉ vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hân Vi không đợi anh cùng đến tập đoàn mà tự mình đi. Phòng nhìn thấy thì dừng xe. Chị dâu, không đợi anh đi cùng à chị? Không lẽ anh em không biết đường đến tập đoàn à? Nghe giọng điệu này. Mình biết chắc chắn có vấn đề Này, hai người cãi nhau à? Không, cãi nhau gì đâu Thế sao chị không đợi đi cùng anh ấy Mới hôm qua vui vẻ, nay chiến tranh Thế mà bảo không cãi nhau ừ, Khó hiểu thật Đúng là mấy ai bình thường khi yêu Em ở đây luyên thuyên cái gì thế? Không đến công ty làm việc à? Có chứ, chị đi cùng không? Em đưa chị đi Ờ, thế phiền em nhé Đình Phong ga lăng mở cửa xe cho cô ngồi Sau đó đưa cô đến Hà Thị Anh nắng chiếu vào căn phòng mình nheo mắt nhưng cũng không có ý định thức dậy anh đưa tay định ôm cô nhưng bên cạnh chẳng còn ai anh thức dậy xuống dưới nhà thấy bà hà ngồi dùng bữa mẹ à vợ con đâu ạ à? vợ con hay là vợ mẹ thế cuối không ở nhà à mẹ không đình phong đưa con bé đến công ty rồi đến công ty ấy ạ à? ừ mẹ anh đáp rồi tiếp tục dùng bữa mẹ nói gì thì nói đi hai tụi con có thể ở riêng không mẹ Lý do Tụi con mua có không gian riêng Tụi con hay là con Thì có khác gì nhau đâu mẹ Thế con hỏi ý con dâu mẹ chưa Không phải mình con muốn là được đâu Thì con hỏi ý kiến của mẹ Hân Vi đồng ý Thì mẹ đồng ý Mình đến công ty Thấy cô yên vị trong phòng làm việc Anh cố tình đi ngang qua chỗ làm việc của cô mấy lần Nhưng cô chỉ cạm cụi làm Không để ý đến anh Mình trở về phòng làm việc Đúng lúc Phong bước vào báo cáo tình hình công ty những ngày anh đi vắng Vừa bước vào nhìn thấy mặt anh hậm hực Anh Em đưa cô ấy đến tập đoàn à? Vâng ạ à. Vợ ai mà em đưa đi? Vợ anh như là chị dâu của em Mà sao thế? Hai người cãi nhau à? Cô ấy nói gì với em à? Chả nói gì ạ à? Đình Phong làm điệu bộ hờ hứng trả lời Thật nhìn dáng vẻ cười cợt của em trai mà nổi máu nóng Ra ngoài đi Buổi chiều tan làm vì vì không muốn làm phiền đình phong Cho nên tự bắt xe trở về Đang đứng đợi xe Bỗng chiếc xe phóng nhanh đến dừng trước mặt cô Người đàn ông bước từ trong xe Chậm rãi đi về phía cô Lên xe đi Cô thì anh xuất hiện trước mặt nhanh chóng lơ đi Cô đưa mắt nhìn phía xa đợi xe đến Mình thấy cô không nhúc nhích cúi người bế cô lên mà cô vùng vẫy phản kháng Anh đưa em về Thôi không cần em tự về được Nào ngoan không được bướng anh đưa tay thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe Trên xe Vi chỉ giữ im lặng của đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố Bỗng cô thấy hình như có gì không đúng Cô quay sang nhìn anh Anh đem đi đâu đấy Đi về nhà Đây đâu phải đường về nhà đâu Không phải về nhà chính Mà là về nhà của chúng ta Sau một lúc chạy xe Cuối cùng thì đến nơi Đập vào mắt cô căn biệt thự Tuy nó không to lớn như nhà chính Nhưng vô cùng sang trọng Và có phần ấm cúng Mình mở cửa đưa cô vào trong Nhẹ nhàng hỏi Em thấy sao? Thích chứ? Ừ Mình nghe thấy sự lạnh nhạt trong lời nói của cô Anh tiến đến ôm cô từ phía sau Đặt cầm trên vai cô thì thầm Vợ đừng giận anh có được không nào? Không Là đàn ông nói không đáng tin Em không tin anh à? Tất nhiên là không Thật không đấy? hân không muốn tiếp tục đôi cò cô bước lên lầu ánh mắt va phải căn phòng toàn trưng bày những mẫu giày dép túi sách quần áo kiểu mới mình thấy cô đơ người thì dịu dàng nói anh chuẩn bị cho em đấy hy vọng là em thích cô trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp cô rất cảm kích tình cảm anh dành cho cô những gì anh nói anh đều làm được cả nhưng cô quyết định im lặng cô nhất định phải dạy cho anh bài học để anh không nói lung tung đòi hỏi vô độ nữa Cô xoay người cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm Dòng nước ấm chảy xuống khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái Cô tắm xong trở lại giường nằm xuống kéo chăn phủ kín người Mình từ thư phòng bước vào thấy cô đã ngủ thì nhanh chóng nằm vào nửa kia của giường Đưa tay kéo cô ôm vào người nhưng bị cô kháng cự Này nào để ôm em một lát Em không muốn Em muốn giận anh cũng được Nhưng đừng không để ý đến anh được chứ Mà sao lại giận anh thế vì nghe anh nói không kháng cự cô xoay mặt đối diện anh nghiêm túc kể tội anh nói năng linh tinh đòi hỏi vô độ hả sao cơ anh nghe cô nghiêm túc kể tội thì phì cười cô giận dỗi anh không để ý đến lời nói của em à không phải thế sao anh còn hỏi anh không được cười được rồi không cười anh chỉ không đứng đắn khi bên cạnh em em là vợ anh ở bên cạnh em đó mới là anh đừng xấu hổ nào nhưng mà em em làm sao đừng giận nữa nhé em sẽ xem xét biểu hiện của anh xem xét biểu hiện của anh á ừ nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt mình anh đưa tay xoa má cô muốn xem biểu hiện của anh à được rồi anh lên chiêu em mình nhanh chóng cười váy ngủ của cô rồi đưa tay vuốt ve cơ thể mềm mại của cô cô giật mình né tránh ý em không phải như thế mình không để ý lời cô cứ thế chuyên tâm cho công việc của mình sáng hôm sau anh dậy từ sớm sau khi tập thể dục xong Anh tắm rửa rồi nhanh chóng vào bếp Chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai Nói hay một lúc cũng xong Anh cởi tạp dề nhanh chân tiến về phía phòng ngủ Mở cửa bước vào thấy cô đang ngủ ngon lành Anh tiến lại gần ngồi cạnh cô nhỏ tiếng gọi Hân Vi à dậy thôi em yêu Cô nghe tiếng anh gọi Hai mắt cũng không chịu mở Nhưng em chưa ngủ đủ Em không đi làm à không sợ anh trừ lương à Anh cứ tự nhiên em chẳng sợ Cái gì Em có chồng em nuôi, em chẳng sợ, chẳng sợ mình nghe cô gọi mình là chồng thì khẽ mỉm cười Trong lòng ngập tràn hạnh phúc Anh đưa tay véo cái má bánh bao của cô Giọng nhẹ nhàng Cô cưng này em vừa gọi anh là gì cơ Thì gọi anh là chồng em Anh mỉm cười hạnh phúc Nâng người cô dậy Ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng Vợ à anh yêu em Em cũng yêu anh Cái ôm kéo dài thực lâu Mãi lúc sau anh mới chịu buông cô ra Nào dậy thôi anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi Em dậy ăn rồi chúng ta đến công ty không có thư ký nào Ngủ giờ này vẫn chưa chịu dậy như em đâu đấy Cô chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh cá nhân Nghe anh phàn nàn thì ngoái người ra ngoài Nhưng bây giờ em đâu phải thư ký của anh Em là vợ anh đấy Em ngủ đứng một xíu anh cũng phàn nàn Anh đúng là ông cụ đấy à Ừ vợ anh em đánh răng đi Anh xuống trước nhá Vì nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà Trong phòng bếp Mình chuẩn bị phần ăn cho cả hai Cô nhìn thấy thì suýt xoa cảm thán Nhìn có vẻ ngon thế, em biết nấu ăn à? Chả nhẽ không thể Nhìn sao cũng không giống với dáng vẻ của anh Anh là mẫu đàn ông Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp Mà đặc biệt Cô nghe anh nói tới đây biết nửa sau muốn nói cái gì Nhanh chóng chạy lại bịt miệng anh Nó đến đấy được rồi, anh không cần nói tiếp nữa Cô kéo anh ngồi xuống ghế Rồi nhanh chóng đánh trống lảng Nào ăn sáng thôi, em đói quá Cả hai cùng dùng bữa Sau đó đến tập đoàn làm việc ở tập đoàn cô giữ đúng chuẩn mực với anh Không lố lăng hay thể hiện tình cảm một cách thái quá nơi làm việc Buổi chiều anh có cuộc họp thường niên với các bộ phận Đồng thời có cuộc gặp mặt với đối tác cho dự án mới Cô cùng trợ lý Tân phụ trách tài liệu cho anh Sau khi chuẩn bị sắp xếp một cách hợp lý Cô cầm vào phòng làm việc cho anh Cô đưa tay gõ nhẹ vào cửa Giọng nói quyền lực bên trong vang lên Vào đi Cô mở cửa bước vào đẩy tài liệu phía anh Hà Tổng à là liệu anh cần cho cuộc học chiều nay Ừ em để đó Lát nữa anh xem Mời em ra ngoài trước ạ à? Lại đây đã Sao ạ à? Mình đưa tay chỉ bên má Hôn anh một cái đi Đang trong giờ làm việc Anh đang là cấp trên của em đấy Anh nghe cô chất vấn trở nên hậm hực Em một câu hà tổng Hai câu hà tổng Nghe bực hết cả mình Hình tượng hà tổng cao ngạo lạnh lùng của anh đi đâu rồi Với vợ mà phải thế Anh thà không có còn hơn Gì anh nói lại em nghe, em nghe không có rõ Anh nghe cô bắt lỗi Liền trở nên im bặt Một lúc sau mới chịu lên tiếng trả lời Anh đâu có ý nó Nhưng em đừng gọi anh là Hà Tổng nữa được không Chúng mình là vợ chồng Gọi như thế nghe xa cách lắm, anh không thích Thôi được rồi, anh xem tài liệu đi Em ra ngoài làm việc đây Này này này, chưa trả lời anh Trả lời chuyện gì Không được gọi là Hà Tổng, phải gọi là chồng Là chồng em được chưa Cô ngang phì cười, rồi nhẹ nhàng giải thích Em cũng đâu nói anh không phải chồng em, nhưng đây là nơi làm việc, chẳng nhẽ mỗi lúc gặp anh có mặt nhân viên cứ xà vào lòng anh mà chồng ơi chồng à, tài liệu chồng cần đây à, vớ vẩn. Ừ, nghe cũng hay đấy, anh đồng ý mà. Cô lườm lườm anh, nghiêm túc cho em, em có hỏi ý kiến anh đâu, đồng ý mới chả không đồng ý. Anh có luyên thuyên nữa, mới anh ra sofa ngủ đấy. Cô nói xong quay lưng bước ra ngoài, trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Cô không muốn để tâm đến cảm nhận của anh Đây là nơi làm việc Anh lại là chủ tịch Cô muốn giữ tôn nghiêm cho anh và cho chính mình Nên quyết định không mềm lòng chiều theo ý anh Buổi chiều Mình bước vào cuộc họp với giám đốc các bộ phận của tập đoàn Vi và Tân cũng tiến về phòng họp Các giám đốc bộ phận cũng có mặt Sẵn sàng cho cuộc họp Mình bước vào ngồi vào vị trí Tân và Vi cũng ngồi cạnh anh Mình ra hiệu bắt đầu cuộc họp Giám đốc tài chính bắt đầu cuộc họp bằng video báo cáo tình hình tài chính của quý vừa qua cùng những dự án đầu tư sắp tới của Hà Thị. Trên màn hình hiển thị rõ nét dữ liệu của Hà Thị. Có thể nói thành phố này nói chung, các tập đoàn đầu tư tài chính nói riêng hiếm có tập đoàn nào đạt được mức doanh thu như trên. Chủ tịch à, trên đây là tất cả những báo cáo của bộ phận tài chính. Mình nhìn phía màn hình, mồ hồi lâu anh lên tiếng. Ừ, tốt lắm. Dạ, cảm ơn chủ tịch. Dự án bên phía tập đoàn ICF tiến hành thế nào Dạ bên đó báo Hôm nay cử người đến tập đoàn chúng ta Khi đó hai bên sẽ bàn kỹ hơn dự án này Dự án lần này được ký kết thành công Hà Thị sẽ mở rộng hơn hoạt động đầu tư mạo hiểm ở nước ngoài Thần không hề quan tâm về sau Việc mở rộng hay không anh có thể cân nhắc Ít nhất là vậy cử người á Người đó là ai Dạ Bên đó không có nói thưa chủ tịch Vậy thì hủy đi Sao ạ à? Chủ tịch nói hủy hủy cái gì ạ à? Hủy cuộc hẹn với bên về ICF, Tôi nói anh nghe không hiểu đấy à Vì và Tân bên cạnh nghe anh nói Thì chố mắt ngạc nhiên nhìn anh Khi không lại đòi hủy Không phải anh muốn đầu tư lĩnh vực này à Vị giám đốc kia như không tin vào tai mình Giọng dè dặt hỏi lại Chủ tịch nói hủy cuộc hẹn với ICF Không biết là vì lý do gì ạ à? Tôi muốn biết chính xác Ai là người đến Hà Thị bàn bạc dự án Tôi không phí thời gian cho người không xứng đáng À, dạ tôi hiểu ạ ừ. Cuộc họp kết thúc ở đây Mình nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng họp Cả Vi và Tân thấy anh cũng rời khỏi theo Cô nhanh chân bước theo anh về phòng làm việc Thế anh chăm chú nhìn bản kế hoạch Cô biết chắc anh tâm huyết cho dự án lấn sân hoạt động đầu tư mạo hiểm Biết rõ anh dành nhiều sức lực cho dự án như vậy Cô tiến phía anh vòng tay ôm lấy cổ anh Này Minh à Hử? Ừ? Không phải anh dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này à Sao lại khi không nói hủy là hủy Ừ, anh rất tâm huyết với dự án lần này Nên mong đối tác cũng như vậy Hơn ai hết, anh biết rõ thương trường là chiến trường Anh không hy vọng vì sẽ Mang một tốt thí ra thăm dò anh Thăm dò Hà Thị Sao À? Chưa bắt đầu đã chỉ định đích thân anh ra mặt Còn họ cử ai tiếp quản dự án Ngay cả cái tên hay chức vụ không hề cung cấp Anh không thích làm việc kiểu khập khiễng như vậy Cô gật đầu Hiểu lý do vì sao anh từ chối gặp mặt Theo lệnh của anh Bên phía Hà Thị nhanh chóng từ chối cuộc gặp mặt với bên phía ICF. Đại diện bên phía đó tiếp quản dự án đó là một cô gái độ tuổi 28, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm khá tốt. Cô ta mong chờ cho lần trở lại thành phố với một tư cách hoàn toàn mới. Nhưng sự đáp lại mong chờ của cô đó là lời từ chối vũ phàng từ phía Hà Thị, đồng thời không có lý do cụ thể nào đưa ra ICF không thông báo về người tiếp quản dự án thì phía Hà Thị ngang nhiên hủy cuộc hẹn mà không đưa ra lời giải thích. Cô ta mân mê ly rượu vang trên tay, mắt nhìn trăm trăm hình ảnh trên màn hình máy tính. Hà Minh không hổ là Hà Tổng của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố. Phong cách làm việc lạnh lùng, thật là dứt khoát. Mặc kệ từ chối của Hà Thị, cô trực tiếp đến tập đoàn. Về ngoài trang trọng, cùng phong thái thời trang sành điệu, nét kiêu kỳ hiện rõ qua từng cử chỉ ánh mắt. Lễ Tân thấy thế tiến về phía cô ta lịch sự chào hỏi Chào cô ạ, không biết tôi giúp gì cho cô được Tôi muốn gặp chủ tịch Không biết cô có hẹn trước không Cô cứ báo đại diện phía ICF đến bàn bạc dự án Lễ Tân nghe vậy báo với trợ lý Trái với mong đợi của cô ta Minh hoàn toàn không để tâm Anh tay trong tay cùng Vi rời khỏi tập đoàn Nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái khác Cô ta cắn chặt môi Cố gắng giữ bình tĩnh cất tiếng gọi Anh Minh à, Nghe có ai gọi anh Cả hai dừng bước Cô ta tiến phía anh Mỉm cười đưa tay bắt tay Nhưng anh hoàn toàn lơ đẹp cô ta Ngựa ngùng thu tay về Cô ta đưa mắt nhìn sang Vi Hà Tổng quên em nhanh vậy ư Mình điểm nhiên không trả lời Vòng tay kéo Vi sát phía anh Cô ta thấy vậy thì mỉm cười Anh quên em cũng không sao Em nhắc cho anh nhớ Mối tình đầu của anh Đồng thời cũng là người đại diện ICF Tiếp quản dự án lần này Em là Quản Hân Mình cầm tay Vi hờ hững bước đi anh không có chút dao động nào với lời nói của cô ta Trái ngược với sự bình tĩnh của anh Tâm tư của Vi trở nên rối loạn Ba chữ mối tình đầu Bởi cô biết đối với một người đàn ông Mối tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất Cô ngập ngừng muốn hỏi Nhưng rồi lại thôi Cô im lặng cùng anh trở về biệt thự của cả hai Thời gian gần đây Cả hai bận rộn với công việc và dự án của Hà Thị Dù ở chung nhà Làm chung một tập đoàn Nhưng thời gian dành cho nhau khá hiếm hoi Cả anh và cô tất bật với công việc riêng của mình Hôm nay sau khi hoàn thành công việc, vì quyết định ra quán cà phê gần tập đoàn để thư giãn đầu óc, ngồi một lúc, cô định trở lại làm việc thì Hân xuất hiện. Cô ta ngang nhiên ngồi về phía đối diện của Vi, đôi mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Không biết mạc tiểu thư có thời gian nói chuyện với tôi vài câu không? Cô ta gọi Vi là mạc tiểu thư, một phát nên muốn xóa sạch mối quan hệ của Vi và mình, Mấy đứa mắt nhìn. Cô nhận ra đây chính là người nhận mình là mối tình đầu của anh hôm đó ở đại sảnh công ty. Chúng ta quen nhau à? Ừ, chứ lại sao quen? Không lẽ Mạc Tiểu Thư một chút thời gian dành cho tôi không có? Xin lỗi, chúng ta không quen biết. Hà cớ gì tôi dành thời gian cho người dương như cô? Dứt lời, Vi cầm túi sách rửa khỏi. Chuyện giờ tôi với Minh, không biết là Mạc Tiểu Thư có hứng thú nghe tôi nói không? Câu nói của cô ta thành công khiến cho Vi dừng bước. Ả à, nở đủ cười đắc ý. Vì không để cho cô ta đắc ý quá lâu. Không lẽ cô Hân đây muốn làm tiểu tam? À, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Xem nhau như người thân. Không biết chuyện này anh Minh nói qua với cô chưa? Người thân á? Thử lỗi cho tôi. Thân trên hay thân dưới? Cô... Cô cũng chỉ là kẻ đến sau thôi. Cô đừng có vội mừng. Cô Hân nói không sai. Tôi là người đến sau. Nhưng cho tôi hỏi. Tại sao trên giấy tờ... Người vợ hợp pháp của anh ấy lại để tên tôi <laughs> Cô đừng làm ra vẻ tự tin ở đây Cô chưa nghe câu Người cũ vừa khóc Người hiện tại lên thua Tôi thực không biết cô Hân nãy giờ nói lời này Là đang muốn câu khai cướp chồng tôi đấy à Tại sao tôi phải cướp Bố dĩ minh là của tôi Cô thì không xứng với anh ấy Vậy cô xứng Ít nhất hiện tại tôi là người tiếp quản dự án lần này Anh ấy có cần ICF dự án lần này Để lấn sang lĩnh vực đầu tư mạo hiểm Tôi là người có khả năng giúp đỡ anh ấy Có cô Cô có gì đòi xứng với anh ấy Tôi thì chẳng có gì Nhưng tôi có anh ấy Những từ cuối được cô kéo dài nhấn mạnh Khiến cho Hân căm ghét Hai tay bấu chặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô Hân vì chẳng để tâm Cô lạnh nhạt hỏi lại Thế tôi nói thế có đúng không cô Hân Cô Vì không để tâm đến mà rời khỏi quán Cô không trở lại tập đoàn như dự định ban đầu Cô đi dạo ngắm nhìn thành phố cho thư thả đầu óc Những lời hân nói khiến cho tâm tình của cô trống rỗng Cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa Cô chưa bao giờ nghe anh Hai người nhà họ Hà nhắc về Hân Thậm chí ngày hôm đó Anh không hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho cô Tâm trạng cô càng lúc càng trở nên rối bời Hân vì cứ bước từng bước đi Trên con đường đầy xe cộ Sự tâm nập của thành phố Cũng không sao sánh bằng những suy nghĩ trong lòng cô Đi một lúc cô dừng chân tại quán rượu bên đường cô uống hết ly này đến ly khác như muốn nuốt trôi những chuyện xảy ra tử lượng của cô kém được một lúc cảm giác ngà ngà say cô bắt xe trở về nhà mình thấy cô trở về trên người nùng nặc mùi rượu liền nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu vì em uống rượu đấy à vì chẳng còn đủ tỉnh táo trả lời anh chỉ gật gật đầu hai má cũng đỏ ửng lên vì rượu tại sao lại đi uống rượu em không được phép uống à Trả lời anh đi nào Hân Vi nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh Cảm thấy ấm ức tủi thân Nước mắt trực trào Cô ấy là mối tình đầu của anh à Ừ Hai người yêu thương nhau lắm à Cô hít hơi dài lấy hết can đảm nhìn thẳng mặt anh nói Anh sẽ bỏ em trở về với cô ấy Được Em đá anh trước Ít nhất như thế em không bị quê Minh nhíu mày nhìn cô Đợi cô nói tiếp Vì thế anh không phản ứng Cô nghĩ mình nói trúng tim đen của anh liền mạnh miệng nói tiếp Chúng ta ly hôn đi Em trả anh về với cô ấy Mình nghe cô nói hai chữ ly hôn Mặt mày xám xịt Anh không thể kiềm chế được nữa lớn tiếng Em nói cái gì thế hả à? Nói lần nữa anh nghe xem Cô nghe anh chất vấn Nhị không được tiếp lời Tôi nói ly hôn đi Tôi trả anh cho cô ta Mình nghe cô đổi cách xương hồ Trên trán nổi mấy cái vạch đèn Lông mày cũng nhíu chặt Em dưng tôi với anh đấy hả Vi Em đừng có nghĩ mình sai rồi Muốn nói gì cũng được đấy Cô ấm ức lên tiếng Thế còn anh Một lời giải thích dành cho em không có Hai người thân thiết như thế không trở về với nhau đi Anh cưới em để làm cái gì Em không tin anh à Mối tình đầu tìm tận cửa Anh không mảy may giải thích Anh đang muốn em tức chết đấy à Em muốn ly hôn á Muốn nhường anh cho cô ta à? Đúng Được anh chiều em Ngày mai anh tỉnh rượu chúng ta ly hôn Cô nghe anh đồng ý thì giận dỗi Cô chậm rãi bước về phòng khóa trái cửa Mặc kệ anh Anh không cần cô Cô ấm ức nức nở trong phòng ngủ Anh nghe cô khóc Tim như ai bóp chặt Anh xót lắm nhưng mà cũng giận cô Cái gì mà ly hôn Sao hai từ này nó ra dễ dàng như vậy Sáng hôm sau cô thức dậy với cái đầu đau nhức Đôi tay vỗ vỗ chán Cô nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu Dậy vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà Thấy anh cô xa vào lòng anh Vòng tay ôm lấy anh Nhưng anh vũ phàng đẩy cô ra Đơn ly hôn anh ký rồi đấy Em ký đi Cô ngớ cả người Chố mắt nhìn anh khó hiểu Anh nói gì Ly hôn á Anh nói chúng ta ly hôn á Anh vẫn điềm nhiên Không hề đi đến cô Không phải em muốn thế à Anh chiều ý em còn gì nữa Em muốn Em muốn khi nào Anh đừng có nói bậy Em quên những gì em nói tối qua ư ừ. Cô ngồi đờ người suy nghĩ những gì xảy ra tối qua Anh đứng dậy bỏ vào thư phòng Cô ngoái ngựa nhìn anh Này anh giận em đấy à? chồng Anh yêu cô nhưng cũng rất giận vì những lời tối qua của cô Anh lạnh lùng đáp Gọi chồng cũng vô dụng thôi Những ngày sau đấy Minh bận bù đầu Anh rời khỏi nhà lúc cô chưa dậy Đến tối muộn mới trở về Nhiều hôm cô cố tình thức chờ anh Nhưng mà ai không thấy anh về Cô nhớ cô muốn được anh dỗ dành Hôm nay quyết tâm giữ tinh thần tỉnh táo Đợi anh về nói chuyện Hơn 12 giờ đêm anh cũng trở về nhà bước vào thấy cô ngồi phòng khách chưa chịu đi ngủ cô thấy anh về thì vui vẻ anh về rồi à ừ sao chưa chịu đi ngủ em đợi anh mà đợi anh làm gì đi ngủ đi trễ rồi đấy cô thì anh lạnh nhạt với mình cảm giác tủi thân ập đến cô bật khóc nức nở anh thấy vậy cũng không có ý định dỗ cô anh không nóng không lạnh hỏi em khóc cái gì không mượn anh quan tâm anh ngửi một tiếng bước vào phòng ngủ cô ấm ức muốn khóc thực lớn như ngày còn bé nhưng cô cắn chặt răng không khóc nữa tiếng thút thít cứ vang vọng trong căn nhà anh trở ra thấy cô nằm trên sofa tiếng nấc vang lên khiến anh thấy xót trong lòng anh lại gần ngồi xuống bên cạnh cô chở người ngồi lên đùi anh áp mặt vào lồng ngực anh ngày nào em cũng nhớ anh anh đừng tránh mặt em nữa đừng bỏ em được chứ anh không thương em nữa đúng không anh lạnh nhạt với em em không chịu được đâu mình nhìn cô nức nở anh thực lòng mềm nhũn nhưng vẫn một mực không chịu đưa tay ôm cô không phải một hai đó ly hôn à Giờ em nói những lời này có tác dụng gì Em Không lẽ lời em nói em không nhớ Không, không phải Anh luôn chiều theo ý em Em muốn ly hôn, anh không ép em ở lại cạnh anh Đối với em Hai chữ ly hôn tùy tiện nói ra như vậy đấy à Anh không để tâm cảm nhận của em Anh không để tâm đến em Hãy em một chút không tin tưởng anh Em uống rượu về không chịu nghe anh giải thích Nặng nặng đòi ly hôn Trả anh cho cô ta Em nghĩ đến cảm nhận của anh lúc đó không Em có thực sự yêu anh không đấy Em em xin lỗi Xin lỗi á Em coi anh là cái gì thế hả Vi Thì chồng em Không phải nhường cho quản thân à Không anh là chồng em mà Nhường cái gì chứ Anh thực sự muốn ly hôn đúng không Suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời em đi Em muốn nghe lời thượng lòng của anh Ừ nghe em Nghe em á Anh đùa với em đấy à Em không Đùa vô lương tâm nhà anh Anh nghe cô mắng không quên phản bác ai mới là đồ vô lương tâm em đã cho anh giải thích chưa hai người yêu nhau thắm thiết lắm à anh là người đầu tiên của cô ấy à anh yêu em chỉ mình em thôi em là người đầu tiên của anh cô im lặng anh nói tiếp anh không nói cho em biết không phải anh giấu hay là còn tình cảm với cô ta mà cô ta không đáng để em bận tâm như vậy anh đã yêu em chỉ có duy nhất mình em mãi mãi sẽ là thế em em xin lỗi Ừ, em đâu có lỗi gì đâu nào Mẹ sang lạnh nhạt với em Ngày nào cũng tới tối muộn Nhưng anh chưa chịu trở về nhà với em Anh không thể giận em ư ừ. Ly hôn là từ để em tùy tuyện nói à Anh cho phép chưa Cô nghe anh chất vấn thì rẻ dặt lên tiếng Anh hung dữ Vậy em tin anh không Em không sợ mình yêu nhầm người Em chỉ sợ người em yêu còn tình cảm với người cũ Bởi người ta nói Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua đấy Cái gì, Đời trai 30 năm giữ gìn của anh em lấy sạch sẽ Em sợ thua cái gì nữa Mình bây giờ chỉ ôm cô trong lòng Đưa tay xoa đầu cô Vì bị anh treo thì mắng Anh im miệng đi Em muốn biết chuyện của anh và cô ta Anh sẽ nói Anh sẽ không giấu giếm bất cứ cái gì Cô gật đầu im lặng nghe anh nói Cái duy nhất cô ta nói đúng ngày đó Đó là cô ta là mối tình đầu Anh đồng ý Nhưng anh với cô ta không hề như em nghĩ Năm đó cô ta lợi dụng anh Cắm sừng lên đầu anh Bấy nhiêu đó thôi Em nghĩ anh quay về với cô ta ư Cô nghe anh kể Cô đưa tay nựng nựng má anh Sau đó đặt đũa hôn lên trán anh Em sẽ không phản bội anh Chỉ cần anh không bỏ rơi em Em nhất định không rời đi Mình nghe cô nói khóe môi cong cong Nhưng rất nhanh phản bác lại cô Không rời đi là sao Hôm qua ai là người mạnh miệng Nói nhường anh cho cô ta Hỏi ý anh chưa Anh đồng ý chưa Ai là món đồ chơi của em Sao nói nhường là nhường vì anh hỏi một chàng thì lắc đầu liên tục không có anh là chồng em chồng em sao lúc trước không gọi làm chuyện có lỗi gọi một tiếng chồng em hai tiếng chồng em đúng là vô nghĩa thôi đừng hơn thua với em nữa được không không vì dựa vào người anh Cô thèm cảm giác được ôm anh trong lòng rất lâu rồi anh đừng có mặt lạnh nhạt với em nữa em muốn được anh ôm như thế này những ngày qua thực sự nhớ anh rất muốn được anh dỗ dành Anh có nhớ em không đấy Có mà Thế sao tranh né em Nhớ nhưng mà giận nhiều hơn Vì hôn môi anh rồi tiếp tục rúc vào người anh Em yêu rất rất yêu anh Mình nghe cô bày tỏ trong lòng vui phấn khích lắm Nhưng anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô Yêu ấy thì phải giữ cho kỹ Đừng có sơ hở là nhường cho người khác chứ Mình những ngày qua không phải cố tình tránh mặt cô mà thực ra anh cố gắng tìm kiếm tập đoàn nước ngoài khác thay thế ICF Bởi anh biết chỉ cần Hà Thị ký hợp tác với ICF Anh và Hân chắc chắn gặp mặt thường xuyên Anh không muốn vì những chuyện không đáng khiến cô phải mềm lòng Dù muốn dù không Tối hôm nay tập đoàn tổ chức tiệc chia tay tập đoàn ICF Hân muốn nhân cơ hội này kéo anh quay về bên mình Cô ta đút tiền cho nhân viên phục vụ để bỏ thuốc và ly rượu của anh Mặc dù Minh giữ khoảng cách để phòng cô ta nhưng không thể tránh khỏi ly rượu bị bỏ thuốc Mình cảm giác có gì đó không đúng Cơ thể thì càng lúc càng dần nóng lên Anh nhanh chóng rời khỏi sảnh Và nhà vệ sinh rửa mặt để giữ chút tỉnh táo trở về Hân nhìn anh rời khỏi bữa tiệc thì bám theo Thuốc tác dụng rất nhanh Cả người anh nóng như lửa đốt rất khó chịu Hân nhìn thấy thì cười khẩy Hà Tổng à Có cần em giúp anh không Cố cút đi Nếu không được giải tỏa thì em là dù tôi cần hay không ấy, Tôi không động vào loại người như cô Tôi đây mắc bệnh sạch sẽ Hân bước đến cạnh anh Đưa tay sờ vào cơ thể anh mi gắng gượng đưa tay hất cô ta ra Tránh ra Bỏ cái tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi Trợ lý Tân nhanh chóng có mặt đưa anh rời khỏi Nhưng Hân vẫn mặt dày bám giết không buông Tân không thể đưa anh đi Thần rút điện thoại trong túi Nhấn gọi cho Vi Vợ à sao thế hả anh có chuyện gì dạo anh lạ thế vợ à em em cứu anh với cô ta muốn chiếm đoạt anh vợ mau đến đây đi vì ta điện thoại thay đồ rồi tức tốc đến nơi tổ chức tiệc của hà thị đến nơi khách mời khá đông cô tìm một vòng tìm kiếm bóng dáng anh cuối cùng thì cũng thấy thuốc ngấm vào trong cơ thể anh cả người bớt sức khó chịu vì nhanh chóng bước đến đỡ lấy anh người anh nóng bừng bừng chán ướt đẫm mồ hôi vợ à nhìn dáng vẻ khổ sở của anh vì đưa tay ôm chặt lấy anh không sao đâu, em ở đây rồi Hân nhìn thấy Vi đến Kế hoạch của cô ta thất bại Hai tay cô ta bấu chặt hùng hổ quát Vi Cô đến đây làm gì hả Vi không để tâm lời cô ta Nhưng giọng nhỏ nhẹ nói với anh Em đưa anh ra khỏi đây Vi định đưa anh rời khỏi Hân như phát điên lên Cô đứng lại, cô không được đưa anh ấy đi Anh ấy là của tôi, của tôi cô nghe rõ không hả Vi nghe những lời Hân nói Nở nụ cười khinh bỉ Của cô á, vậy năm đó ai là kẻ phản bội anh ấy chạy theo nhân tình chắc không phải cô hân đâu nhỉ cô im miệng đi sao tôi phải im sao không dám nhận những gì mình làm à cô nói láo hân như không giữ được bình tĩnh trái lại vi rất bình tĩnh điềm nhiên đáp cô hân cô có biết vì sao máy tính không cho phép đổi mật khẩu trùng với mật khẩu cũ không chỉ có kẻ ngu mới cho phép bản thân lặp lại sai lầm cho nên ấy cô hân à đừng chơi chẽ ở đây ve vãn chồng tôi anh ấy không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào cô nữa đâu dứt lời vi quay sang nhìn mình chồng à anh nói cho cô ấy biết anh là của ai đi anh là của vợ chứ còn của ai còn cô ta cô ta là người dưng vì đưa tay xoa xoa đầu anh giọng trầm ấm ừ ngoan lắm vì đưa mình rời khỏi cả người anh sắp kìm chế không nổi nữa vợ anh không chịu được anh khó chịu quá Thôi nào, em đưa anh về nhà. Không được, anh không chịu nổi. và giúp anh đi mà. Cô đưa anh về phòng nghỉ của anh. Cửa vừa khép lại, anh lao vào cô. Sáng hôm sau, người cô như một cái làm đôi, trừng trừng mắt nhìn anh. đều tại anh đấy, đòi hỏi vô độ. Cơ thể cô chi chít những dấu vết hôn anh để lại. Là da trắng sáng nổi bật những dấu hôn của anh nhìn rất nhức mắt. Anh cong môi cười. Hì, đẹp thật đấy. Đẹp cái đầu anh. Ấy. Cô tìm kiếm bộ đồ tối qua. Những thứ cầm trên tay là đồ ư Nó bị anh xé tan nát Anh xé đồ của em Em lấy cái gì để mặc bây giờ hả? Không mà càng tốt Đẹp lắm Anh rất thích Ngậm cái miệng lại đi cho em Sao lúc trước em không biết anh như thế này nhỉ? Sao cơ? Không có gì Anh dậy đi Em muốn về nhà Thôi ngủ thêm một lát Anh bảo trợ lý mang đồ đến cho em được chứ Nói thừa Không lẽ anh muốn em ra ngoài với bộ dạng này Anh kéo cô ôm trong lòng tiếp tục ngủ Một lúc sau trợ lý Tân mang theo đồ đến cho cô Tiếng chuông cửa vang lên Anh rời giường ra mở cửa ra dạ, đồ chủ tịch cần ạ à. Ừ um, cảm ơn cậu Mình nhận túi đồ rồi nhanh chóng trở lại bên trong Anh đặt túi đồ lên bàn Đưa tay lai lai người cô Vợ à dậy thôi em Cô trùm chăn kín người Mắt cũng chẳng buồn mở ra nhìn anh Không có đồ mặc Em không rời khỏi giường nửa bước đâu Có chỗ nào anh chưa thấy qua đâu Không những thấy Cũng đã chạm vào Rồi kiểm tra kỹ càng Em ngại cái gì nữa Anh vô xỉ vừa thôi này đồ của em Cô chậm rãi mở mắt nhận lấy túi đồ Sau đó nhanh chóng chuồn vào nhà tắm tắm rửa thay đồ Một lát sau trở ra Bộ váy vừa khít với số đo cơ thể Anh biết cả số đo của em luôn à Nói thưa Cô nhìn vẻ mặt kiêu căng của anh thì liền xa sầm Đừng có mà kiêu Em chưa hỏi tội anh đâu đấy Anh có tội gì thưa phu nhân của anh Không phải anh rất tài giỏi à Anh nói thử xem Anh suy nghĩ một hồi Nghĩ đi nghĩ lại chẳng nghĩ ra được bản thân mắc lỗi lầm gì Nụ cười chê môi anh mỗi lúc một đậm Anh nhàn nhạt, nhạt, đáp lời cô Ngoài chuyện đòi hỏi vô độ ở em Anh đâu có lỗi lầm gì Cô nghe anh trả lời kèm thái độ hời hợt Cô đưa tay giữ mặt anh đối diện với mình Thế á Tổng nói em nghe xem Tại sao anh bị bỏ thuốc mém xíu nữa là Anh nhìn cách cô kể tội anh Lên nhíu mày ngắt lời Không bao giờ có chuyện đó Anh biết em nói gì hay sao mà bỏ không Này anh luôn giữ thân trong sạch cho vợ vợ đừng vu an cho anh tội anh anh xoay người cô ô cô trong lòng rồi đưa tay nhéo 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 cái mũi cô em ô cái gì anh nói không đúng à hôm qua cùng nhau cả đêm thôi 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 ngậm miệng đi anh đừng có luyên thuyên nữa anh nhích người cô lại gần hôn lên trán cô miệng em ấy càng lúc càng đi xa mắng luôn cả anh ừ thế đấy thôi nào đi về thôi anh đưa em về nhưng mà em đói em ăn anh sạch sẽ rồi mà vẫn đói á này cái miệng anh ấy anh cười cười khoái trí rồi xoa xoa người cô được rồi em ăn gì anh đưa em đi không anh nấu cho em đi anh đòi hỏi em cả đêm em đòi xíu quyền lợi thế mà không được à đương nhiên vợ là nhất cái gì cũng được hết anh đưa cô trở về biệt thự trên đường về không quên ghé vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trong khi anh tập trung lựa chọn đồ cô tung tăng chọn đồ ăn vặt chồng lát cũng đầy áp cả một xe anh nhíu mày nhìn cô Em mua nhiều đồ ăn vặt thế làm gì Cả đồ ăn nhanh nữa hả Ừ ngon lắm đấy Có ngon bằng đồ anh nấu không Đồ ăn vặt có thể miễn cưỡng chấp nhận Còn đồ ăn nhanh em trả chúng về vị trí cũ đi Em ăn gì anh nấu cho em Đồ ăn nhanh thì không tốt cho sức khỏe đâu Vì nghe anh phàn nàn Lê buồn bã bỏ lại số đồ ăn nhanh trong xe Sau đó hậm hực nói Anh cứ như ông già ấy Cái gì cũng không được Ngoan nghe lời nào cả hai rời khỏi siêu thị trở lại căn nhà quen thuộc minh thay bộ quần áo thoải mái đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn cô lên phòng thay cho mình bộ quần áo thoải mái xong xuôi xuống nhà phụ anh để em phụ chồng nào Ừ, em nhà chỗ rau này đi cả hai loay hoay trong bếp cuối cùng món ăn cũng xong vì bừng từng thức lên bàn trông vô cùng bắt mắt tuyệt vời tay nghề của chồng em đúng là không chê vào đâu được đương nhiên em thử chê anh xem anh có bỏ đó em không anh dám á Tất nhiên là không Anh của cô ngồi vào bàn dùng bữa Cô thích đồ ăn anh nấu Cô ăn mấy chén cơm mới ngừng Rồi đưa tay xoa xoa bụng vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn ngon Dọn dẹp xong Cô ra phòng khách xem tivi Còn anh trở vào thư phòng tiếp tục công việc Điện thoại anh reo lên Trên màn hình hiển thị dãy số lạ Anh tắt điện thoại tiếp tục làm việc Cứ như vậy điện thoại reo lần thứ tư Anh nhấn nút nhận điện thoại của đối phương Giọng anh không vui lên tiếng Alo Là em đây Người gọi đến không ai khác chính là Hân Sau khi nhận thông báo ngừng hợp tác của Hà Thị Cô ta trở nên điên loạn Cô ta lân la tìm số anh Muốn biết lý do anh ngừng hợp tác Nhưng đáp lại là sự im lặng của anh Tại sao anh hủy hợp tác với ICF Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết Là vì ICF không hợp tác với Hà Thị Hay vì em nên anh không đồng ý hợp tác Cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy Hân nghe ra sự lạnh nhạt từ lời anh cô cứ nghĩ khi cô trở về anh vẫn yêu chiều cô như năm đó nhưng cô đã lầm minh à chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu có nữa đừng có gọi điện làm phiền cuộc sống của tôi anh anh không còn yêu em nữa à yêu á tất nhiên là cô không xứng anh đừng làm phiền cuộc sống vợ chồng tôi cô không có tư cách so sánh với em ấy nếu cô cố chấp tôi không ngại ra tay với người như cô vì thấy trẻ nhưng anh chưa chịu về phòng nghỉ ngơi Cô vào tư phòng gọi anh Thì nghe được câu đối thoại của anh và Hân Cô xoay người về phòng ngủ Nhưng vì không chú ý va vào cạnh cửa Tiếng va chạm lớn thu sự chú ý của anh Anh rời ghế đi về phía cửa Cú va chạm vừa rồi khiến chân cô đỏ lên Cô ngồi xuống hành lang xoa xoa chân Anh thấy vậy liền khó chịu Vi à Dạ em làm sao thế này Em không sao ạ Muốn tìm anh sao không vào trong Ở ngoài lấp ló làm gì để chân bị thế này chứ em thấy anh nói chuyện với ai đó cho nên không muốn phiền anh như thế nào là không muốn làm phiền em không có ý đấy chỉ muốn gọi anh về phòng nghỉ ngơi thôi em không muốn biết anh nói chuyện với ai à em biết anh nói chuyện với hân ừ khuôn mặt cô càng lúc càng khó coi không biết vì cơn đau ở chân hay vì thái độ hờ hững của anh nữa anh nói tiếp đi em về phòng trước đây ạ này mặt nhăn nhó khó coi thế này vì chân đau hay là vì không để anh nói hết cô nhanh chóng ngắt lời anh chân em đau nhìn cô cố chấp anh đưa tay cốc lên trán cô một cái ai cho anh cốc đầu em không phải anh gọi cô ta chủ động gọi tới anh cũng cho dừng hợp tác với phía icf anh sẽ không để em chịu ấm ức vì kẻ không đáng em yên tâm trong lòng anh chỉ có mình em thôi dẻo miệng anh cúi người đưa tay về phía cô nào là đem bế về phòng cô không thèm để ý lời anh em tự đi được chẳng cần anh bế mà kệ lời từ chối của cô Anh bế người cô lên Cũng không quên đáp lời cô Em tự đi được nhưng mà anh thích bế em được chưa Anh bế cô về phòng ngủ Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường Rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế xử lý vết thương ở chân cho cô Anh nhẹ nhàng xử lý xong Nhưng cũng không quên phàn nàn Này vợ em 22 tuổi rồi Chú ý một xíu không được à Thế sao anh 30 tuổi đầu Vẫn bị mối tình đầu bỏ thuốc Mém xíu bị người ta ăn sạch anh đưa tay ấn vào phần sưng lên ở chân cô Hần bị đau kêu hét lên Đau em, anh tính mưu sát em đấy à Chừa cái tội sát muối và tim người khác Em có à Thôi đừng nhắc cô ta trên mặt anh Không khéo anh không vui Người chịu thiệt là em đấy Anh đáp cô Những chữ cuối không quên kéo dài Cố tình nhấn mạnh với cô Nụ cười cũng trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết Cô nhìn vẻ thích thú của anh nhanh chóng phản bác Anh đừng hòng mưu đồ không tốt với em Em không vui ấy, anh chỉ có một con đường duy nhất ngủ sofa thôi chồng Ai, Anh chiều em quá Rồi bây giờ em hư đúng không Có à Anh chọc tức em thì có Anh vô tội Sau một hồi anh thoa thuốc xong và chân cho cô Vết xương đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng Càng nhìn trong lòng lại càng khó chịu Xong rồi đấy Ừm, Cảm ơn anh Anh thích hành động hơn là lời nói Sao Cô lửa mạnh cũng nhanh chóng làm theo Này Minh Ừ em nói đi anh lại đây Tính làm gì Chân em đang đau đấy Đầu anh nghĩ cái gì thế Em bảo anh lại thì anh cứ lại đi Anh nghiêng người về phía cô Cô nhanh chóng đặt lên môi anh nụ hôn kèm lời nói cảm ơn Rời khỏi môi anh Cô không quên hỏi ý kiến Cảm ơn như thế chắc đủ thành ý rồi đúng không Ừ tạm chấp nhận Khi nào chân hết đau ấy sẽ tính ve một lần Cô bất mãn chu môi phản nàn Đừng có được voi đòi tiên anh cong môi cười, dọn dẹp hộp thuốc rồi nhanh chóng trở lại giường ôm cô chìm với giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, anh thức dậy chuẩn bị thức ăn cho cô rồi mới đến tập đoàn. Trước khi đi anh vào phòng ngủ gọi cô. Này vợ, cô còn ngái ngủ trả lời. Sao thế hả? Anh không ngủ nữa à? Anh đưa tay xoa xoa má cô. Anh không đi làm, lấy tiền đâu mà nuôi em hả? Em đâu ăn nhiều như thế đâu. Nghe cô trả lời nhưng hai mắt nhắm chặt, anh cong cong môi cười. Anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đấy, khi nào thức dậy nhớ hâm lại đồ mới ăn nhá Rồi anh đến tập đoàn đây Không đợi em đi chung à Chân đau thì ở nhà đi, anh nuôi em được Thôi em chẳng thèm Thôi nghỉ đi, anh đi làm Chiều sẽ về đón em được chưa Ừ, ừ ngoan lắm Anh đặt đồ hôn lên chán cô Rồi lái xe đến tập đoàn Vi ngủ một mạch đến trưa mới chịu rời khỏi giường Cô hâm lại đồ ăn anh chuẩn bị sẵn Vừa ăn vừa xem tivi cho đỡ chán Vết sưng đỡ hơn nhưng vẫn còn đau cô không thể đi lại nhiều chỉ quen quẩn trong nhà hết xem phim lại chuyển sang xem tạp chí rất buồn chán tại nhà họ mạc sau khi được minh đầu tư vốn mạc thị vực dậy khỏi khó khăn dần dần trở lại với vị thế của mình trước kia ông phong ngồi ung dung trong phòng khách uống trà bà tuyết cùng với y sương từ bên ngoài trở về liền ngồi xuống bên cạnh ông à, anh phong anh nói xem sương con bé cũng tốt nghiệp anh cho con bé đến tập đoàn làm việc được không nó có học tài chính đâu rồi đến công ty làm việc Nhưng sao lưng con bé của anh hỗ trợ Cả em nữa Anh không cho cơ hội Sao biết con bé không làm được Mà sao tự dưng em mua con bé đến Mạc Thị làm việc Thì con nó lớn rồi Cũng nên ra ngoài làm việc không phải à Ông Phong cũng không phản bác Biết thế là tốt Đừng có suốt ngày ra ngoài gây chuyện là được Được sự đồng ý của ông Bà Tuyết vui vẻ lắm Nụ cười thỏa mãn hiện trên khuôn mặt bà vào buổi chiều đúng như lời hứa lúc sáng với cô mình trở về sớm đón cô vừa mở cửa anh thấy cô loay hoay trong bếp này chân đâu em không nghỉ ngơi em làm cái gì thế em á nấu cơm không phải anh bảo hôm nay anh về sớm à thôi để đó đi lát anh nấu anh cúi người bế cô ra phòng khách thôi chân em bớt sưng rồi anh xem này vì đưa chân phía anh anh đưa mắt nhìn qua đúng là giảm sưng nhưng chưa lành hẳn đâu em vận động thế này không cần chân nữa à Cô chua môi đáp Cũng đâu nghiêm trọng đến mức đó đâu Không cãi với em Ngồi đó đi anh nấu cho Anh thay đồ rồi hăng hái vào bếp nấu ăn Chốc lát một bàn ăn thịnh soạn được bày biện ngay ngắn Vợ à vợ ăn thôi em Vừa cất tiếng gọi Anh vừa trở ra mang cô vào Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế Vì không quê phản nàn Anh cứ làm như em què tới nơi rồi Anh lo cho vợ mà Em có ý kiến gì ư ừ? Anh không sợ chiều em Rồi em sẽ hư à? Vợ anh thì anh chiều thôi Ô Nào lo ăn đi Luyên thuyên quá đấy Anh gắp thức ăn cho cô Anh yêu thương chiều chuộng cô bao nhiêu Cô cũng sẽ chiều anh bấy nhiêu Dù cô không bày tỏ thành lời như anh Nhưng cô luôn quan tâm săn sóc anh Dọn dẹp chén đĩa Anh cắt đĩa trái cây mang ra phòng khách của cô xem phim Được một lúc thì mẹ anh gọi tới Alo mẹ ạ Ừ Mình vừa nhấn điện thoại Giọng mẹ anh vang lên Con làm cái gì thế? Con dâu mẹ đâu? con là người nghe điện thoại mẹ hỏi con vài câu được không không phải vừa hỏi hai câu đấy à chưa đủ đúng không thế vì đâu có mẹ có nhà không một câu vi hai câu cũng vi mình mặt mày xa sầm bất mãn không có vi nào đây hết chỉ có con trai mẹ thôi thế thì mẹ không cần không có vi thì thôi mẹ tắt máy lại gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình vì ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh phì cười cũng không quên lên tiếng gọi mẹ anh cô sợ bà tắt máy mất. Mẹ à mẹ Ừ, Hân Vi đấy à Dạ, mẹ gọi có chuyện gì không ạ Cuối tuần này sinh nhật mẹ, hai đứa về nhà nhá Vâng ạ à. Bà nói xong hỏi han vài câu rồi tắt máy Trả lại không gian cho đôi vợ chồng son Mẹ quay sang nhìn anh chồng này, em nên tặng mẹ quà gì nhở Gợi ý cho em được không, mẹ thích gì ạ Em xin cho bà đưa cháu nộ là được Cô nghe tỉnh bơ trả lời ném cho anh ánh mắt cảnh cáo Không đùa với anh đâu, em muốn mua quà cho mẹ tiếng anh đâu đùa với em Tầm tuổi của mẹ ha, chỉ mong có cháu ám bông thôi Là mẹ muốn hay là anh muốn Cả hai Nhưng anh chắc chắn một điều Mẹ muốn nhiều hơn anh Vài ngày sau chân của cô lành hẳn Cô trở lại tập đoàn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thư ký cho anh Cô lên mạng xem gợi ý mua quà sinh nhật cho mẹ chồng Mấy ngày trôi qua Cô chưa hề ưng ý món nào Cô ngồi dầu dĩ Tay vô thức di chuyển chuột trên màn hình Anh từ bên ngoài bước vào Thấy cô ngồi thẫn thờ thì tiến lại hỏi Thư ký Mạc Em làm gì ngồi tấn thờ ở đó thế Nghe tiếng anh cô giật mình vô thức hỏi lại Anh hỏi gì cơ hả Anh hỏi em làm gì ngồi thẫn thờ ở đó vậy Cô buồn chán đáp À em xem quà cho mẹ ạ Thế chưa nghĩ cái nào à, à Chưa ạ Mình nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô phì cười Tặng bà đứa cháu là được Không phải ư Không phải ngồi đây bắt óc suy nghĩ làm gì em ạ Anh có thể nào đưa ra lời khuyên Nằm trong khả năng của em được không Ô Thế sinh cục cưng ngoài khả năng của em à Đâu phải nói sinh là sinh được đâu Chỉ cần em gật đầu đồng ý thôi Cô tặng cho anh một cái lườm Em sẽ sinh nhưng không phải bây giờ Em mới có 22 tuổi Anh 30 rồi đấy em ạ à. Mình trả lời cô kèm gương mặt trông rất tội nghiệp Vì nhìn thấy đưa tay xoa xoa gương mặt anh Giọng điệu dỗ dành Ngoan em đâu nói em không sinh con cho anh đâu Sao bày ra vẻ mặt này với em Thế là em đồng ý à ừ. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nhưng hưởng thụ chưa bao lâu thì bị cô đẩy ra Anh nghiêm túc cho em Đang ở công ty đấy Thì sao? Anh hôn vợ anh cũng không được á Sau nhiều ngày lựa chọn Cuối cùng cô chọn cho mẹ chồng Chiếc túi mới kèm theo đó Bộ váy cùng màu Cuối tuần cả hai ta làm sớm Anh đưa cô về biệt thự để cô tắm rửa Chuẩn bị quần áo Anh và Vi chọn cho mình bộ đồ cùng màu Cùng nhau đi trong rất xứng đôi vừa lứa sau khi chuẩn bị xong anh lái xe đưa cô trở về nhà chính sinh nhật của mẹ anh không rình rang như những năm trước bà chỉ chuẩn bị thức ăn cùng người trong nhà dùng bữa cơm ấm cúng mình tay trong tay cùng vi bước vào nhà cô cầm món quà nhanh chân bước về phía bà chúc mừng sinh nhật mẹ đây là quà vợ chồng con tặng mẹ chúc mẹ tuổi mới luôn vui vẻ hạnh phúc ạ bà nhận món quà từ tay con dâu hai đứa đó sinh nhật với mẹ là vẻ vui rồi lại còn quà cáp làm gì cho tốn kém Không đâu ạ à, Sinh nhật thì phải có quà chứ mẹ Thôi được rồi cảm ơn hai đứa Hai đứa sống hạnh phúc Sinh cho mẹ đứa cháu Thế là mẹ vui nhất rồi đấy Mình nghe mẹ nói thì nhìn vì Anh đã ý nói Đấy thấy chưa Anh nói đâu có sai Anh im lặng đi Ông Hà nhìn hai người rồi cười Hai đứa sống bên ngoài tốt chưa hả Dạ vâng tốt ba Thế hai đứa dự định sinh con chưa Vì chố mắt nhìn Cô đưa tay lai lai người anh Minh cong môi nói Tụi con cũng có kế hoạch ba mẹ yên tâm Một lát sau Đình Phong trở về Anh bước vào nhà với bó hoa to tướng trên tay Mẹ yêu dấu ơi Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu Ba nhận lấy bó hoa cảm ơn nhá Chỉ cần con đừng báo mẹ là được Mẹ Thế không đúng à Con nên có bạn gái đi Đừng suốt ngày làm ba mẹ lo lắng nữa Rồi rồi tôi lệnh mẫu hậu Cả gia đình ngồi nói chuyện rôm giả Sau đó nhập tiệc những món ăn bắt mắt được bày biện trên bàn đều một tay bà chuẩn bị bà gắp cho vi một miếng thịt cô đưa lên miệng ăn thế nào hả con mẹ ơi ngon quá ạ à? ừ ngon ăn nhiều vào con mình đình phong và cả ông hà đưa chén về phía bà của con đâu có con nữa đây cả bát anh nữa này vi nhìn biểu cảm của ba người thì phì cười bà ranh mặt nói ba cha con anh không có tay à bị liệt à hả không biết tự gắp hay sao Mẹ, thường ngày mẹ thiên vị vợ con không sao Hôm nay sinh nhật Có có biết đâu, con cũng muốn ăn Đình Phong cũng ngủ ở theo Con cũng muốn, anh cũng thế Bà bất lực trước ba cha con nhà họ Hà Bà cầm đũa gắp thức ăn cho cả ba mới chịu yên Mình vừa dùng bữa Vừa ngồi gắp thức ăn cho vợ Vì chỉ cần gắp thức ăn bỏ vào miệng Nhai và nuốt Còn lại đều có anh lo hết Tôm được để chén cô đều được lột vỏ sạch sẽ Cá được tỉ mỉ nhàn xương Ông bà Hà nhìn tình cảm đôi vợ chồng trẻ mà nở nụ cười không ngớt. Ăn uống xong xuôi thì tối muộn. Bà bảo hai người lại nghỉ ngơi, sáng mai rồi về sau cũng được. Cô đồng ý nên tối đó anh và cô ngủ ở nhà chính. Vì phụ mẹ dọn dẹp mọi thứ rồi về phòng nghỉ ngơi. Vừa mở cửa bước vào, thân hình to lớn áp lên người cô, cúi xuống hôn cô tới tấp. Cô khó thở đưa tay đánh anh. Này, anh làm cái gì thế hả Minh? Tại em bé chưa làm gì nữa. Hả? Không phải em đồng ý rồi còn gì. Không phải nói là làm liền đấy chứ Ừ, nói là phải làm chứ Không em đủ ý thì sao Cô nhảy miệng cười Anh nhanh tay bế cô đi về phía giường Vợ này, vợ cha đáo anh đi Anh ngậm miệng lại cho em Cô đưa tay bịt miệng anh lại Không cho anh nói tiếp Nhưng anh lật ngược tình thế Cả cơ thể cô nằm trọn dưới thân hình to lớn của anh Trông à Ừ, sao thế, có thể dừng lại được không Tất nhiên là không Mãi một lúc sau cả hai mới chìm vào giấc ngủ mình thấy thực sự hạnh phúc khi có cô ở bên Từ ngày Y Sương được ông Phong đồng ý cho đến Mạc Thị làm việc Hết lần này lần khác cô ta lên mặt Dù một chút kiến thức chuyên môn cũng không có Cả cổ đông thì rất ngán ngẩm cô ta Hầu như trong bất cứ cuộc họp nào đều lên tiếng phản ánh vấn đề này Hôm nay cũng không ngoại lệ Một cổ đông bức xúc lên tiếng chất vấn Mạc Tiểu Thư à Quý vừa rồi tình hình kinh doanh của Mạc Thị khả thi Hơn nữa nhận vốn đầu tư của Hà Tổng Lý nào thất thoát nhiều thế này? Cô nên có câu trả lời thỏa đáng cho chúng tôi mới phải. Các cổ đông khác cũng bất bình theo. Phải đấy. Chúng tôi là nhà đầu tư. Việc chúng tôi quan tâm là lợi nhuận. Lợi ích mà Mạc Thị mem lại cho chúng tôi. Nhưng những tháng qua chúng tôi nhận được gì nào? Tiền của chúng tôi là mồ hôi nước mắt. Không thể cứ ném mát tiền qua cửa sổ. Y Sương chẳng hề quan tâm những lời chất vấn từ phía cổ đông. Bà Tuyết vội vàng lấp liếm. À, thưa quý vị. Trong giới tài chính, việc thua lỗ vài lần là chuyện bình thường. Các vị đây đã theo dõi Mạc Thị nhiều năm. Lẽ nào không biết công việc làm ăn Mạc Thị khá tốt? Bởi vì chúng tôi biết tình hình Mạc Thị, chúng tôi mới thắc mắc việc công ty báo thất toát tài chính thời gian qua thưa phu nhân. Ông Phong thời gian gần đây sức khỏe không tốt, việc công ty hầu như giao lại cho mẹ con bà quản lý. Y Dương rời khỏi cuộc họp, trạng thái bơ phờ mệt mỏi khi nghe những lời chất vấn. Cô ta quay sang nhìn mẹ, Vô duyên vô cớ mẹ gọi con đến công ty làm Chả khác gì đưa mặt cho người ta chửi Còn đấy, cố gắng đi Mẹ có cách tính của mẹ Con không muốn sống trong giàu sang đấy à Thế bây giờ không giàu sang à Bà đưa tay đánh vào người con Còn đấy, cha biết nhìn ra trông rộng gì cả Có nghĩ mẹ và nhà họ mặc vì cái gì đây Vừa nói, gương mặt bà ta hiện lên vài tia hung ác Y sương nhìn biểu cảm của bà thì ngơ ngác hỏi Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con ấy à bà ta cứng đơ người trước câu hỏi của cô ta nhìn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có chỉ cần con làm tốt bổn phận tiểu thư nhà họ mạc những chuyện còn lại không cần con lo phong sau khi biết tình hình công ty nổi giận đùng đùng đến tìm mẹ con bà tuyết hai mẹ con các người quản lý công ty kiểu gì thế muốn mạc thị phá sản mới vừa lòng đúng không bà tuyết nhìn thấy ông nổi giận lớn tiếng la lối Bà nhanh chóng nhẹ nhàng nói chuyện Hy vọng có thể khiến ông Hạ cơn giận Nào anh bình tĩnh đi đã Bình tĩnh cái gì Em biết khó khăn lắm Hà Thị mới đầu tư vào Mạc Thị mới có thể trụ được đến ngày hôm nay Chỉ không lâu thất thoát tài chính nhiều như vậy là sao Thì kinh doanh có lúc nọ lúc kia Em cũng đâu muốn thế Em đừng lý do này kia Từ ngày mai vị trí điều hành của em Anh sẽ lấy lại Anh Bà Tuyết nghe ông nói nổi giận đùng đùng bỏ vào phòng Sương cũng không để tâm nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi Tối đó vì có việc ra ngoài gặp đối tác nên không trở về cùng với mình Anh bảo trợ lý Tân lái xe đưa cô đi Còn mình tự lái trở về nhà họ mà Vì gặp đối tác ở một nhà hàng để thảo luận về dự án sắp tới Sau khi đạt thỏa thuận cô cầm túi sách trở về Nhưng cô bắt gặp bà Tuyết cùng một người đàn ông lạ mặt tình tứ nói chuyện lên rừng chân lắng nghe Cô cũng không quên đưa điện thoại chung khoẻ khắc vừa rồi anh lão già đó tước quyền điều hành của em ở mạc thị tiếp theo em phải làm gì đây người đàn ông kéo tay bà ta giọng điệu có phần cưng chiều không sao đâu số tiền chúng ta kiếm được từ mạc thị trước giờ không phải con số nhỏ cộng với số cổ phần trong tay em đối phó với lão ta chỉ là chuyện sớm muộn thế tiếp theo em phải làm gì em cứ làm mạc phu nhân cho tốt còn lại để anh thời gian này em đừng manh động khiến anh ta nghi ngờ dạ vâng ạ Hắn ôm bà vào lòng rồi xoa xoa đầu thủ thủy. Gia đình chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ bên nhau Vì từ đầu đến cuối Chứng kiến đoạn nói chuyện của bọn họ Thì há hốc mồm, Cô kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt Cô lấy lại bình tĩnh Rồi ra xe trở về nhà Cô đem chuyện vừa rồi kể cho Minh Nhìn giá vẻ bình tĩnh Hầu như không có gì bất ngờ trước những gì cô nói Cô ngơ ngác hỏi Anh không thấy ngạc nhiên gì à Có gì ngạc nhiên Hả anh kéo cô ngồi lên đùi mình ôn tồn đáp, "Loại người như bà ta, dạ tâm chắc chắn không nhỏ. Anh sẽ cho người điều tra, thu thập chứng cứ giúp em, đã được chưa nào?" "Vậy tại sao anh lại đầu tư dưới tên em? Không lẽ anh biết được điều gì à?" Lúc đó anh đâu nghĩ nhiều, anh đầu tư vào nhà họ Mạc dưới tên em 10%, sau đấy tự mình đầu tư một số tiền không nhỏ, những chuyện anh làm chắc chắn sau này có ích cho em." Cô chú mắt nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ về khó hiểu. "Anh nói gì em không hiểu." sao đâu, sau này em biết. bây giờ ngoan ngoãn đi tắm rồi còn nghỉ ngơi nữa. cô rời khỏi đùi anh rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ tắm. anh trở về thư phòng lấy điện thoại gọi cho đình phong. alo anh dai có chuyện gì không? em điều tra về mẹ con bà tuyết cho anh. về chuyện gì ạ? À? tất cả, có chứng cứ thì càng tốt. ok anh. nhận lệnh từ anh đình phong nhanh chóng bắt tay và làm việc. vì thời gian gần đây vô cùng bận rộn với các dự án hợp đồng của hà thị. Minh cũng bận không kém Sắp tới anh có chuyến công tác Thỏa thuận hợp tác đầu tư với một tập đoàn ở thành phố B Vì sắp đồ và vali cho anh Nhìn cô hơi hợt xếp đồ Anh ngồi bên cạnh hỏi Sao thế? Không nỡ xa chồng à? Chứ còn gì nữa? Cô nhanh chóng trả lời anh mà không hề suy nghĩ Nghe cô thừa nhận Khóe môi anh cong cong thỏa mãn cười Anh kéo cô trong lòng Thả em ra đi, em còn chưa xếp xong quần áo đâu Để đó đi, lát anh xếp Cô liên tục ngõ nguệ trên người anh Ê nào, anh ôm một lát Cô phụ phịu dụi mặt vào lồng ngực anh Ngoan, sang tuần anh về với em nhé Hai em đi công tác cùng anh Mùi rồi đất, bám người như thế cơ à Cô không lên tiếng trả lời Thực sự là không nỡ xa anh tí nào Anh xoa xoa tấm lưng cô nhẹ nhàng nói Sang tuần anh về Em ở lại quản lý công ty trong lúc anh đi vắng được chứ Dù cô giàu dĩ vì không được anh đáp ứng Nhưng cũng nhanh nhỏ treo không sợ em của em cả mà anh biết em định nói gì à chưa gì trả lời nhanh thế anh cưng chiều cô tính của em khá giống với đình phong nhưng em là vợ anh anh chiều em được hôm sau anh lên máy bay bay sang thành phố công tác vì cùng với phong ở lại điều hành công ty trong thời gian anh đi công tác buổi chiều ta làm về nhà cô tắm rửa lên rửa nằm gọi video cô cho anh đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy ừ anh đây chồng à ăn gì chưa ạ anh vừa ra ngoài gặp đối tác về, lát anh ăn sau. Vợ ăn gì chưa em? Em cũng mới từ công ty trở về. Thế vợ ăn gì chưa đấy? Nghe giọng trầm ấm của anh, cô muốn xà vào lòng anh nũng nịu, ngặt nỗi giờ mỗi người mỗi thành phố. Cô tỏ vẻ tội nghiệp làm nũng nói, nhưng không có ai nấu đồ ăn cho em. Như biểu cảm khi trả lời của cô, anh bật cười thích thú, nhưng cũng nhanh chóng rũ dành. Nào ngoan, phải ăn mới có sức làm việc, nghe lời anh đi. Rồi, một lát em sẽ ăn. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô Trong lòng anh nổi tia xót xa Anh biết lượng công việc của cô Thời gian gần đây vất vả Anh lấy điện thoại đặt đồ ăn ở nhà hàng Mà cô thích nhất giao đến cho cô Thế anh im lặng Cô tưởng anh đang bận liền lên tiếng hỏi Anh đang làm việc đấy à Không có Thế anh có mệt không Nhìn thì em anh đâu còn mệt nữa Đúng là miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru nhỉ Anh chăm chú như gương mặt cô qua màn hình điện thoại Hồi lâu cất giọng hỏi Vợ này, vợ nhớ anh không? Không chần chừ hay do dự Cô vội vàng đáp Có chứ, nhiều anh lắm luôn ý Đang mãi nói chuyện với anh chuông cửa vang lên Để anh một lát nhá, xem xem ai đến Cô mở cửa, nhìn thấy người giao đồ ăn Anh có nhầm không, tôi đâu có đặt gì đâu À, có người tên Hà Minh đặt đồ ăn giao hàng đến cho cô Vi ạ à. Cô có phải tên Mạc Hân Vi đúng không ạ À, đúng ạ à. Dạ, đồ ăn cô đây Cô nhận đồ ăn, xoay người trở vào trong bày biện Rồi nhanh chóng vào phòng ngủ lấy điện thoại trở ra phòng ăn anh, anh đặt đồ ăn cho em à? Ừ, em ăn đi Sẽ đặt đồ cho em, em nấu cũng được rồi Đâu phải em không biết nấu đâu chứ Em biết nấu, nhưng anh không nỡ Không nỡ để em làm việc vất vả cả ngày Rồi lại lao vào bếp nấu ăn Cô hít mắt cười hạnh phúc Em đâu vất vả gì đâu, cảm ơn chồng nhé Ừ, anh về sẽ bù lại cho em Cô vừa ăn vừa nói chuyện với anh Mùi hồi tắt điện thoại cho anh nghỉ ngơi Điện thoại của vợ vừa dứt Thì Phong gọi tới anh à Ừ Em cho người điều tra về mẹ con bọn họ Có chuyện rất hay ho Chắc chắn em không ngờ đến đâu Nghe những lời Đình Phong nói Minh không ngạc nhiên cho là mấy Có chứng cứ chứ Đầy đủ anh à Vậy tốt khi nào anh về sẽ nói rõ hơn Vậy nghỉ ngơi đi em tắt máy đây Thời gian này thay anh để mắt đến Hân Vi Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì nhé Vâng tuấn lệnh anh hân vì từ khi bắt gặp bà tuyết tay trong tay với người đàn ông lạ mặt trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi không nghĩ ngợi nhiều cô trở về nhà họ mạc gặp ba cô hỏi rõ một số chuyện mẹ con bà tuyết không ở nhà theo lời người làm trong nhà cô bước vào thư phòng tìm ba ông phong thấy cô về thì ngạc nhiên vi à vi dừng bước khi nghe ông gọi cô thoáng đơ người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh cô cất tiếng hỏi dạo này mạc thị vẫn ổn chứ ạ à? ừ vẫn ổn nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt trong lòng cũng có chút thương xót ba gì thế con giờ đây ba khỏe chứ ba ba khỏe thế con bên đó tốt chứ cô ngạc nhiên khi ông mở miệng quan tâm cuộc sống của cô vâng rất tốt ba yên tâm ạ hôm nay con về đây có chuyện gì ư cô trong lòng muốn hỏi về chuyện mẹ con bà tuyết nhưng chắc có lẽ ba cô không thể biết được những chuyện gì Bà ta thế nào ngần ấy năm qua Cô có thể hiểu rõ Duy chỉ có ba cô một mực tin tưởng Không có vấn đề gì ạ Không về gặp ba thôi Hôm nay là ngày Minh trở lại thành phố Sau một tuần đi công tác Cô lái xe đến sân bay từ sớm đón anh Từ xa thấy bóng dáng chồng Cô vội vã chạy lại ôm chầm lấy anh Nào 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 chậm thôi, cẩn thận em Cuối cùng anh cũng về rồi anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của vợ xoay một vòng Nhớ hay không? Có chứ, nhớ lắm ý Anh ôm chặt lấy cô cho toàn nỗi nhớ Mình về nhà thôi em Anh mở cửa che chắn cho cô ngồi ghế phụ Thắt dây an toàn cho cô rồi mới di chuyển sang bên ghế lái ngồi vào Anh nhấn ga lái xe trở về biệt thự của cả hai Hân sau khi bị Minh vũ vàng cự tuyệt tình cảm Đồng thời dứt khoát chấm dứt hợp tác khiến cô bị CIF sa thải Cô ôm hận trong lòng Cô ta theo dõi Vi và Minh một thời gian rất lâu Nhìn cả hai tay trong tay tỉnh tứ bước ra khỏi sân bay Hai bàn tay cô ta nắm chặt vô lăng tự nhủ với lòng Vi, thứ tôi không có được, cô đừng hòng mà có được Cô ta bám theo chiếc xe của anh và cô suốt chặng đường Minh nhạy bén biết có xe bám theo Anh nhanh chóng tăng tốc một cắt đuôi chiếc xe Hân thì anh tăng tốc, cô biết mình bị phát hiện Cô ta giữ chặt vô lăng, không kiểm soát được lý trí nhấn ga tăng tốc cứ như vậy không bao lâu sau xe cô ta đuổi kịp. Cô ta vượt lên trước một đoạn, nhanh chóng bẻ lái quay ngược, rồi lao thẳng vào xe của anh và Vi. vì sợ hãi hét toáng lên. Anh nhanh chóng bẻ lái sang một bên tránh chiếc xe của Hân lao vào một cách đột ngột, khiến anh không kịp trở tay. Chiếc xe của Hân đâm thẳng vào xe anh. Mình nhanh chóng thả vô lăng, cho người qua phía Vi ôm trọn cô trong lòng. Cú va chạm lớn khiến cả hai xe hư hại không ít, Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ tai nạn, đồng thời điều phối giao thông. Mình và Vi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hân sau cú va chạm cũng chấn thương khá nặng, cả ba được đưa đến bệnh viện thành phố. Nhỏ Hà nghe tin có mặt tại bệnh viện. Bà Hà nhìn hai đứa con nằm trong phòng cấp cứu khóc nấc, trời đất ơi, sao hai đứa con tôi lại ra nông nỗi này là sao chứ? Bà suy sụp khi nghe tin, khi đến bệnh viện ngồi hành lang chờ đợi bác sĩ, bà như chết đi sống lại. Ông Hà cũng suy sụp không kém Nhưng ông nén lại giữ bình tĩnh làm chỗ dựa cho vợ Bà bình tĩnh nào Hai đứa không sao không sao đâu Ông à Hai đứa con của tôi Phòng nhìn cảnh anh chị nằm trong phòng cấp cứu Trong lòng chua sót không kém Để phòng cấp cứu của cả hai sáng mãi Mấy tiếng đồng hồ trôi qua Nhưng chưa có bất cứ động tĩnh gì khiến mọi người xót ruột Bác sĩ cấp cứu cho Vi bước ra Ba người nhanh chóng chạy lại Con tôi sao rồi bác sĩ Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch Mọi người yên tâm Hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại Vâng cảm ơn bác sĩ Hân qua cơn nguy kịch Vậy còn anh Phòng cấp cứu của anh không hề có bất cứ dấu hiệu nào Cả y bác sĩ từ lúc tiếp nhận ca cấp cứu của anh Chưa một giây phút nào rời khỏi căn phòng đó Đến khoảng 7 giờ tối Đèn cấp cứu tắt đi Bác sĩ mệt mỏi trở ra ngoài Còn tôi thế nào rồi bác sĩ Anh tôi sao rồi ạ à? Vì bác sĩ chính trong ca cấp cứu của anh Chậm rãi cử khẩu trang các mặt mệt mỏi sau hàng giờ thoáng thở dài Tình hình cậu ấy khá nặng Cú va chạm khiến phần lưng và đầu bị tổn thương lớn Chúng tôi đã phẫu thuật thành công Nhưng phần đầu cậu ấy bị tổn thương cho nên Thế khi nào con tôi tỉnh chưa mắt chúng tôi không nói được điều gì Việc tỉnh là ai không Phụ thuộc rất lớn về ý chí cậu ấy Bà Hà hoảng loạn sau câu nói Bà níu tay bác sĩ giọng gấp gáp Như vậy là ý gì đây thưa bác sĩ Chúng tôi cấp cứu thành công nhưng cú va chạm làm tổn thương phần đầu cậu ấy Nên việc tỉnh lại hay không Phụ thuộc ý chí sống còn của cậu ấy Vị bác sĩ nói xong thì rời khỏi Bà khóc nấc lên Trời đất ơi mình ơi Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi Mở mắt nhìn mẹ nào Có nghe thấy mẹ nói không Ba người thay phiên chăm sóc cho cả hai Ông phòng khi biết tin nhanh chóng có mặt Nhìn con gái nằm trên giường bệnh Tim ông như thắt lại Ngần đó năm ông bỏ quên cô ấy nhưng cha con là thứ mãi mãi không chối bỏ được vì à sao thành ra thế này hả con nghe ba nói không mở mắt nhìn ba nào mọi người thay nhau chăm sóc dù bác sĩ nói sau khi hết thuốc mê cô tỉnh lại nhưng ba ngày trôi qua cô chưa dấu hiệu tỉnh lại bà hà ngày ngày nhìn hai đứa con trên giường bệnh ruột gan bà cũng không thể nào yên bác sĩ không phải ông nói sau khi hết thuốc con bé tỉnh lại à sau ba ngày trôi qua Tình huống này khá phổ biến, cô ấy chỉ chấn thương nhẹ do khi va chạm được cậu con trai kia che chắn, nhưng có thể do cú sốc nào đó khiến cô ấy không muốn tỉnh lại. Hân sau cú đâm trực diện vào xe của mình, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi ngay sau đó. Tận mấy ngày sau, vì lúc này tỉnh lại, cả người đau nhức như muốn sẻ làm đôi, nhìn cô tỉnh mọi người vui mừng lắm, nhất là bà Hà, bà bước đến ngồi bên cạnh cô, đưa tay cầm lấy tay cô con tỉnh rồi à có biết mọi người lo cho con lắm không mẹ à con xin lỗi không sao đâu con tỉnh là tốt rồi vì đưa mắt nhìn quanh không thấy minh đâu thì lên tiếng hỏi anh ấy đâu rồi anh minh anh minh không sao đúng không mẹ con mới gặp chồng con mọi người nghe nhắc tên anh thì trở nên buồn bã cô đưa mắt đi mọi người một lượt mẹ buồn bã lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy làm sao hả mẹ mẹ nói con nghe đi chứ bà không trả lời mà khóc nức nở cô hoảng sợ đưa mắt nhìn phong nói chị nghe anh minh sao rồi em anh ấy anh ấy chưa tỉnh ạ hai tay cô ù đi sau câu trả lời của đình phong cô đưa tay ôm đầu miệng lẩm bẩm không thể nào chứ anh ấy không sao cơ mà mọi người lừa con à bà nhìn cô mất bình tĩnh kéo cô ôm chặt vào người con à bình tĩnh nào nếu như cử động ảnh hưởng tới vết thương đấy không không muốn đi tìm anh ấy mọi người thả con ra con muốn đi gặp anh ấy Ông Hà nhìn con khăng khăng muốn gặp anh Mà kịch liệt phản ứng với mọi người Nhìn cảnh hai đứa con nằm trên giường bệnh Ông chua xót Nhưng không thể nào mềm lòng Vì à Bình tĩnh nghe ba nói Quả thực trong nhà họ Hà Người mà cô kính trọng nghe lời nhất chính là ông Bởi mẹ Hà thì luôn chiều cô Nhưng ông thì khác Ông yêu thương Sẵn sàng dạy dỗ những kẻ làm tổn thương đến cô nhưng ông có cách riêng của ông Luôn chiều đúng lúc Và cũng nghiêm khắc chỉ bảo cô Lời nói của ông thành công Khiến Vi ngưng hành động tổn hại đến bản thân Im lặng lắng nghe ông nói Ba biết con đang muốn gặp chồng con Nhưng mình nó chưa tỉnh lại Con vừa mới tỉnh Vết thương chưa lành Bây giờ con di chuyển sẽ ảnh hưởng đến vết thương Mọi người trong nhà không dối con bất cứ thứ gì đâu Con dưỡng thương cho tốt Rồi sang thăm nó được không con Ba Bà nói cho con biết tình hình anh ấy được không Mình nó bị chấn thương ở đầu Cuộc phẫu thuật thành công Nhưng mà tỉnh lại hay không Thì không thể nói trước được Không thể nào Anh ấy Cô ôm trầm lấy bà Hà Cả hai cụ khóc nấc Tại sao ông trời đối xử tàn nhẫn với anh như vậy Đỉnh Phong chạy qua chạy lại Giữa bệnh viện và công ty Anh lao đầu tìm kiếm tung tích hung thủ gây ra tai nạn Nhưng khi thấy hình ảnh chê cam Hình ảnh Hân đâm trực diện vào xe anh trai như sông thẳng vào đại não anh. Anh căm hận cô ta, bàn tay siết chặt vì tức giận, nhưng biết phải làm sao vì cô ta đã ra đi sau cú va chạm. Sau hơn tuần lễ vết thương của Vi ổn định, mọi người cho phép cô được sang thăm anh. Nhìn anh gương mặt tái nhợt, trên người nào là những thiết bị hỗ trợ khiến như có cái gì đó đâm thẳng lồng ngực cô. Cô run rẩy tiến lại phía anh. "Chồng à, chồng tỉnh dậy nhìn em này. Chồng ơi, anh sao thế này?" mở mắt nhìn em đi được chứ cô khóc nấc khi thấy anh nhìn anh bất động trên giường cô suy sụp cả ngày ru rú cạnh anh hy vọng anh tỉnh lại nhưng không anh cứ nằm im ở đó sau khi hồi phục hẳn cô trở lại tập đoàn giúp đình phong trong công việc chiều tối vào bệnh viện chăm chồng điều đặn như vậy cứ xong công việc cô nhanh chóng vào bệnh viện với anh nói chuyện với anh dù không ai đáp lại cô anh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì Khi cô đau lòng vô cùng cũng từ đấy cô trở nên trầm lặng Cũng ít vui cười như khi có anh bên cạnh Cô trở nên mạnh mẽ dứt khoát Giúp đỡ đỉnh phong Cô không để bất cứ kẻ nào nhân cô anh không có mặt Mà ra tay với Hà Thị Nhìn cô càng lúc càng gầy đi Vừa lo chuyện công ty vừa lo cho anh Bà cảm thấy xót xa vô cùng Có mẹ ở đây với nó Con không ở nhà nghỉ ngơi đi con Cả ngày đi làm vất vả rồi Con không sao mẹ ạ Con muốn ở với anh ấy Ở nhà có một mình con Thôi được rồi được rồi mẹ nấu đồ ăn cho con này con ăn đi. Vâng cảm ơn mẹ. Bà Tuyết nghe tin Minh xảy ra tai nạn bà ta mừng thầm như vậy kế hoạch của bà ta không ai cản đường nữa. Chuẩn bị hành động tôi anh. Thằng Minh nó tai nạn đến giờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Phong chắc chắn không đấu lại chúng ta được. Tốt em chuẩn bị đi. Bà tắt điện thoại tay cầm lấy nghiến răng. Âu Phong à ngày tàn của mạc gia sắp đến. Để tôi xem cha con các người làm sao mà chống đỡ Tình hình tài chính Mạc Thị liên tục bị thất thoát Mặc cho tình hình kinh doanh phát triển Bởi lẽ hàng tháng bà Tuyết âm thầm bòn rút số tiền lớn gửi cho người đàn ông kia Ông Phong cầm báo cáo tài chính trên tay Đưa mắt nhìn chằm chằm như suy nghĩ điều gì đó Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại vang lên Chủ tịch à, người bao đến công ty Chuyện gì thế? Phu nhân, phu nhân bà triệu tập các cổ đông Yêu cầu ngài rời khỏi vị trí chủ tịch Mạc Thị Cái gì? Chuyện này là sao? Dạ, chủ tịch mau đến ạ. Các cổ đông đang rất hoang mang. Nhận tin từ trợ lý, ông Phong tức tốc chuẩn bị rồi lái xe đến tập đoàn. Bà Tuyết ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch, bên cạnh người đàn ông không mấy xa lạ. Lý tín, người làm giả sổ sách, ôm tiền bỏ trốn khiến Mạc Thị lao đào. Trong tay tôi nắm giữ 30% cổ phần. Bên cạnh tôi có có 15% cổ phần từ một số cổ đông khác nhượng lại tổng cộng 45% cổ phần Mạc Thị. Trước chủ tịch Mạc Thị nên đổi chủ, các vị nói có đúng không đây? Nghe bà Tuyết nói, các cổ đông bắt đầu xôn xao bàn tán. 45% cổ phần á, sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Đúng, Mạc Tổng nắm giữ 40%, vẫn thua bài 5%. Không lẽ chuyện này là thế nào? Nhìn về mặt hoang mang của cổ đông, bà ta cười thầm. Tên Lý tí lên tiếng. Hồi nào cái gì, bà ấy nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Vị trí chủ tịch Mạc Thị đương nhiên phải đổi một cổ đông nghe tiếng anh ta thì tức giận lên tiếng. Kẻ làm giả sổ sách ôm tiền bỏ trốn. Không biết lấy tư cách gì đứng đây lên mặt dạy đời người khác. Phải đấy, mau rời khỏi đây. Mạc thị không chứa thứ rác rửa như anh. Bà Tuyết thấy cổ đông chỉ chết người mình yêu. Bà đập mạnh tay xuống bàn. Cầm miệng hết cho tôi. Một lúc sau, ông Phong có mặt tại phòng họp. Nhìn tên Lý Tính đứng bên cạnh. Còn bà Tuyết thì ung dung ngồi trên ghế của ông. Ông hiểu ra vài chuyện. Bà thấy ông hớn hải chạy đến thì nhếch mép Nhanh như thế có mặt Cũng không tệ đâu Các người định làm gì ở đây Ai cho phép bà triệu tập các cổ đông <laughs> Mạc thị đen đổi chủ Để trở nên mới mẻ hơn Ông nói xem có phải không nào Bà ấy đừng tức giận như thế Trong tay tôi có 45% cổ phần Chiếc ghế này thuộc về tôi là hiển nhiên rồi Ông già rồi Đến lúc nghỉ ngơi rồi ông Phong Ông tức giận vung tay tát mặt bà nhưng chưa kịp đánh thì tên Lý Tín ngăn lại Mạc Tổng à Đừng có thô lỗ như thế 40% cổ phần sao thắng nổi chúng tôi Ông ta nói xong cười phá lên Ông Phong nắm chặt tay tức giận đến run người Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Vì cục đỉnh Phong bước vào cô cất giọng 10% cổ phần của tôi các người bỏ đi đâu Tại sao muốn ngồi vị trí chủ tịch Mạc Thị Bà Tuyết nhìn Vi ngang nhiên đi vào Hai bàn tay bà ta nắm chặt Mạc Hân Vi Cô đến đây làm gì Công ty nhà tôi tôi đến không được à Nếu không tôi đến với tư cách Một cổ đông của Mạc Thị chắc là được đi Danh con mày biến mất khỏi mắt tao Nếu không ấy, kết cục của mày Như mẹ mày năm đó đấy đi nhanh chóng tiến lên phía trước Cô đưa tay tát thẳng mặt bà ta Bà ngậm miệng lại đi Bà không có tư cách nhắc đến bà ấy Đừng ở đây ngông cuồng như vậy Nếu không chuyện xấu xa của bà Sẽ được phơi bày khắp thành phố này <laughs> Ghê gớm nhỉ Để tao xem không có minh chống lưng Còn danh như mày làm được trò chống gì Dám vào đây lớn tiếng à Vì ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh Đừng vội Tôi làm được trò chống gì Bà sẽ biết ngay thôi Cô gật đầu ngầm ra hiệu cho đình phong Anh ta cầm laptop cắm dây vào Chiếu lên màn hình bảng kết quả xét nghiệm ADN Không ai khác Đây chính là bảng kết quả xét nghiệm huyết thống Của ông Phong và Mạc Y Sương Và đương nhiên là Kết quả của cả hai không cùng huyết thống bà đưa mắt nhìn phía màn hình vẻ lo sợ hiện rõ nhưng cố gắng gượng lên tiếng gì chỉ với một tờ giấy thì nói được cái gì đây vì xoay xoay chiếc bút trên tay hắt mặt phía bà ta giọng điệu có phần mỉa mai <laughs> gì này nếu muốn người ta không biết ý, thì gì đừng có làm gì nghĩ rằng một tay gì có thể che trời đấy à cây kim trong bọc nó rồi cũng có ngày lòi ra mà nếu gì muốn kiểm tra lần nữa Tôi đây cũng rất sẵn sàng Tôi rất rảnh Tôi chỉ sợ gì tuyết đây không có can đảm thôi Dứt lời Cô nhìn về phía ông Phong Bị cắm cái sừng dài như thế Nhưng không nhận ra Ba nói xem Nếu con không phát hiện ra ba Ba mù quáng tin tưởng mẹ con bà ta đến mức nào Bà tuyết hùng hổ quát Có khốn kìa Mày im miệng cho tao Tôi chưa nói xong Mạng Y Sương và ba tôi không chung huyết thống Vậy các vị nói xem Ba rồi cô ta là ai Mọi người trong phòng xôn xao bàn tán Về thân phận thực sự của Y Sương Hân Vi nhàn nhã đứng dậy Cô đi về phía người đàn ông giọng chắc nịch Không ai khác Chỉ là người đàn ông đứng bên cạnh bà ta Lý tính Ông Phong nghe Vi nói thế hung hổ tiến về phía bà Tuyết Ông vung tay đánh mạnh vào bên má bà ta Khốn nạn Bà ta ôm bên mặt nhưng lớn tiếng quát Ông biết thì đã làm sao 45% cổ phần mạc thị trong tay tôi Ông rời khỏi cái ghế là được rồi đấy 10% dưới tên tôi sẽ chuyển nhượng sang ông ấy Tổng cộng ông ấy có 50% Vị trí chủ tịch mạc thị ba tôi vẫn ngồi được chứ gì tuyết May Đình Phong tiến về phía trước Che chắn cho cô khỏi sự tác động của bà ta Bà tuyết Bà muốn ngồi vị trí mạc thị á Tôi e là bà ngồi tù hợp lý hơn Đình Phong Đây là mạc thị chứ không phải hà thị Cậu đừng có lớn tiếng Đình Phong hoàn toàn không để tâm, tay di chuyển sang trang tiếp theo. Toàn bộ lịch sử giao dịch của bà ta hiện rõ. Nếu mà tổng kiện bà tội chiếm đoạt tài sản, tôi e là bà và người tình của bà được bóc lên kha khá đấy. Anh tiếp tục di chuyển chuột trên màn hình. Những đoạn video ghi lại hình ảnh nội dung của gặp gỡ giữa bọn họ được phát tán. Các giấy tờ liên quan việc bà ta ăn chặn tiền công ty chuyển đến tiền cho tài khoản của Lý Tính được Đình Phong thu thập đầy đủ. Bề mặt lo sợ hiện lên trên mặt cả hai phòng nhếch miệng tôi giúp mạc tổng đây báo cho phía cảnh sát một tiếng hai người chuẩn bị tinh thần đi mày vừa dứt lời phía cảnh sát tiến vào cho hỏi ở đây ai là vân tuyết và lý tín tôi chúng tôi nhận đơn về việc hai người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mời hai người về đồn chúng ta phối hợp điều tra bà tuyết căm hận nghiến chặt rằng bà trừng trừng mắt nhìn phía vì mày được lắm tao không cho mày yên ổn đâu mày phải trả giá cho việc hôm nay mày làm. Vì im lặng không nói, cô nhếch môi, thái độ dửng dưng như cô đợi bà ta ra tay. Nhưng rất tiếc, bà ta làm gì còn cơ hội. Hai người nhanh chóng bị phía cảnh sát đưa đi. Các vị cổ đông lần lượt rời khỏi. Trong phòng chỉ còn ông, Hân Vi và Đình Phong. Ông ngồi sụp xuống ghế, tay vò đầu. Những chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của ông. Ba năm qua nuôi ông tay áo, con mình thì gẻ lạnh, rồi yêu thương nuông chiều con kẻ khác. Ông hối hận như quá muộn màng Ông đưa mắt nhìn phía Vi đang ngồi Vi à Con Con tha lỗi cho ba được không Ba không cần có lỗi với con Những gì con làm là vì mạc ra Những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi Ba xin lỗi con Ba không nên mù quá nghe lời bà ta Đối xử tệ bạc với con Ba không xứng là ba con Dù có chuyện gì đây chăng nữa Ba vẫn là ba con Điều đó con chưa bao giờ chối bỏ Ba đừng tự trách mình nữa Vi à Có có việc về trước đây ạ à? Giật lời cô cầm túi sách rời khỏi Phong cũng nhanh chóng rời đi Trở lại với mấy ngày trước Phong ngồi trong thư phòng Tay cầm túi đựng các chứng cứ Mà Minh kêu anh điều tra về mẹ con bà Tuyết Anh luôn thắc mắc việc làm của anh trai Nhưng sau khi biết một số tin tức thất thiệt Về Mạc Thị thời gian gần đây Anh đem hết toàn bộ chứng cứ tìm gặp Vi Chị dâu à Ừ có việc gì thêm em? em có vài thứ cần đưa cho chị xem Phong đẩy tập tài liệu phía cô đi cầm lên xem ngơ ngác hỏi những thứ này á xem có được chúng lần trước anh hai kêu em điều tra về mẹ con bọn họ đây là những gì em thu thập được khi đó anh còn công tác ở thành phố b cho nên hẹn khi nào trở về bàn bạc với em sau thế sao nay đưa cho chị gần đây em nghe một số thông tin về mạc thị những thứ này có lúc giúp chị ạ ừ, cảm ơn em sau khi phong rời khỏi cô lật xem từng trang những thông tin trên này khiến cô sốc vô cùng Sâu chuỗi những gì hôm đó cô nghe được Cùng những chứng cứ ở đây Cô hiểu ra mọi chuyện Cô bỏ tài liệu trong ngăn kéo cẩn thận khóa lại Một tháng trôi qua Mình chưa có dấu hiệu tỉnh Đều đặn mỗi ngày cô làm việc xong đều vào thăm anh Hôm nay ngày lễ tình nhân Cô làm xong mọi việc Thu dọn tài liệu gọn gàng một góc trên bàn Rồi rời khỏi công ty Cô lái xe đến bệnh viện Trên đường bác gặp các cặp đôi tay trong tay Cùng đón lễ tỉnh nhân Cô dừng xe đưa mắt nhìn ngắm sự tấp nập của đường phố trong lòng có chút tủi thân Ghé vào mỗi ít đồ ăn rồi đến phòng bệnh của anh Anh nằm đó Càng nhìn Vi càng cảm thấy lòng mình như ai hung hăng bóp chặt Cô gần bên anh Cầm lấy bàn tay anh xoa xoa Minh à em nhớ anh nhiều lắm đấy Em làm gì khiến anh giận à Sao mai không tỉnh gặp em Em sao không chống đỡ nổi nữa đâu Anh hứa không bỏ em một mình Anh mà không chịu tỉnh dậy Em đi lấy người khác Là lấy người khác đấy nghe không Cô khóc khóc sau gần đó thời gian gầu mình mạnh mẽ chống đỡ mọi thứ Mới người ngoài cô luôn mạnh mẽ dứt khoát nhưng đối diện với anh cô muốn buông bỏ mọi lớp vỏ bọc Trở về làm em bé trong lòng anh Cô giữ lấy anh không buông Trong căn phòng bệnh yên nắng Chỉ còn tiếng thút thít của cô gái nhỏ Mẹ Hà bước vào Cô vội lau đi nước mắt Mẹ à sao mẹ vào đây giờ này Mẹ không ở nhà nghỉ ngơi đi ạ à? Bà thấy cô cố tỏ ra vui vẻ thì xót xa Bà đến được một lúc những gì diễn ra bà cũng nghe và thấy hết Bà ôm cô trong lòng vỗ về Ngoan con đừng như thế Mẹ sẽ đau lòng lắm Mẹ à Khóc được thì con khóc đi Đừng để nén trong lòng Cô à khóc Vừa khóc vừa ấm ức nói Mẹ anh ấy không thương con nữa à Anh ấy không để ý đến con Con sợ lắm Sao ông trời đối xử với anh ấy như thế à Mình là con bà Chừng đó thời gian anh nằm trên giường bệnh Rồi gan bà như cấu xé từng mảnh bà đau lòng suy sụp lắm nhưng phải gắng gượng làm chỗ dựa cho vi bởi bà biết ngoài những gì cô thể hiện ra thì tất cả là vỏ bọc cuối cùng cô chỉ là cô gái nhỏ yếu đuối cần một bờ vai vững chắc tự vào con đừng bi quan mình nó sẽ tỉnh lại nhất định tỉnh lại dứt lời bà kìm chế không được nước mắt tuôn trào con sợ lắm mẹ à một lúc sau bác sĩ vào kiểm tra tình hình của anh tình hình cậu ấy có tiến triển tốt đấy mọi người yên tâm làm sao cô yên tâm khi chồng vẫn luôn bất động ở đó Cô gấp gáp hỏi Vậy khi nói anh ấy tỉnh lại thế bác sĩ Sẽ tỉnh lại Nhưng nhanh hay chậm phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều Vì mệt mỏi tựa vào tường ngủ tiếp Trong giấc mơ cô thấy anh Cô chạy lại gần Có phải anh không minh, anh đừng đi mà Anh nhìn cô nở nụ cười chiều mến Nhớ em nhiều quá Em biết không, anh nhớ em rất nhiều Trở về với em đi Em nhớ anh nhiều lắm Minh à anh xin lỗi em Anh xoay người rời đi Cô chạy theo mãi Nhưng hình ảnh của anh khuất khỏi tầm mắt cô Cả người cô run lên Đừng đi mà Minh Cô tỉnh giấc cả người lấm tấm mồ hôi Giấc mơ chân thực đến mức cô cảm giác sợ Cô nhìn sang giường bệnh Chiếc giường trống không không bóng người Cô mở to mắt đưa tay rụi rụi Cả người cứng đơ Một lúc sau sự tỉnh cô chạy khắp hành lang bệnh viện tìm anh Vừa đi vừa mếu máu gọi tên anh gặp ai cô cũng hỏi xem cô thấy anh ở đâu không nhưng đáp lại là những cái lắc đầu cô chạy một lượt nhưng cô không thấy anh tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất khóc nức nở giờ phút này chẳng để tâm tới những người xung quanh nữa cô cứ như thế khóc nấc như chút hết mọi buồn phiền cô trở lại phòng bệnh một lần nữa kinh ngạc mình đã tỉnh anh ngồi trên giường để bác sĩ kiểm tra một lượt sau khi bác sĩ rời khỏi cô không chịu nhúc nhích cứ đứng đó nhìn anh anh cảm thấy khó chịu ánh mắt nhìn cô xa lạ cô lại sao cứ nhìn tôi như thế nghe anh hỏi cô về ánh mắt kia cô nở nụ cười xót xa anh tỉnh rồi à chúng ta quen nhau à cô không còn để ý anh là bệnh nhân cô nhắc chân phía giường bệnh ôm chầm lời anh nhìn sợ anh sẽ biến mất cô đưa tay đánh vào người anh anh nói cái gì thế tôi khốn kiếp nhà anh em là vợ anh mà là vợ anh anh bị đau nhăn mặt lại vợ em muốn giết chồng đấy à cô buông người nhìn vào mắt anh Ánh mắt xa lạ vừa rồi biến mất Chỉ còn ánh mắt dịu dàng cưng chịu dành cho cô Nhìn người anh một lượt Cô ôm chặt lấy anh Sao thế? Giận à? Yên nào, để em ôm anh một lát Cô siết chặt vòng tay Các gà ôm lấy anh như báu vật của bản thân Anh có biết em nhớ cảm giác này thế nào không? Em mặc kệ Anh phải ôm em Bù lại ngần đó thời gian bỏ rơi em Anh ôm lấy vòng eo cô Giọng trầm ấm minh ngoan cho bản thân Anh đâu có bỏ rơi em Em không muốn làm người lớn Em mệt mỏi lắm anh biết không hả Được rồi không bắt em làm người lớn Em mãi là em bé của anh Anh kéo người cô ra nhưng cô không chịu Cô dán chặt người mình lên người anh Sao lại dính người thế này Ngoan quay mặt cho anh nhìn nào Cô buồn người anh khuôn mặt tèm nhem nước mắt Anh đưa tay lau nước mắt cho cô Sao lại khóc thành cái bộ dạng này Tại anh cả chứ còn gì nữa Vậy nhớ anh không Rất rất nhớ, nhớ đến phát điên lên đi Em sợ anh không tỉnh lại nữa anh xin lỗi Thời gian qua để em ấm ức rồi Tha lỗi cho anh nhé Anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không Không tha lỗi cho anh đâu xanh đỡ cho em Ai cho phép anh coi thường mạng sống của mình như thế Cô mếu máu đưa tay đánh nhẹ vào người anh Không sao không sao Em là vợ anh Bảo vệ em là trách nhiệm của anh Nếu em xảy ra chuyện sai sống khi không có em bên cạnh được Anh nhẫn tâm để em một mình đấy à Anh có biết Anh biết anh biết Thời gian qua để em chịu thiệt thòi là lỗi của anh Không phải anh đang bên cạnh em à Em không cần mạnh mẽ nữa Trở về là vợ anh, là cục cưng của anh Những chuyện ngoài kia đã có anh thay gánh vác dứt lời anh cúi xuống hôn lấy môi cô Từ nhẹ nhàng dịu dàng đến mạnh bạo Cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn Cả hai cứ thế dây dưa không rời Bà Hà cùng với chồng và Đình Phong và Tham Anh Nhìn hình ảnh bên trong Hai ông bà cùng với Đình Phong nhanh chóng quay mặt đi Bà nhìn thấy anh đã tỉnh Bà thoáng đơ người không có chút phản ứng nào Cái điện thoại cầm trên tay cũng rơi bột xuống sàn Tạo nên tiếng động lớn Minh và Vi nghe thấy thì dừng động tác Cô thấy ba mẹ thì ngại ngùng rúc rúc vào người anh Anh mỉm cười nhìn về phía ba mẹ Ba mẹ à, Ninh Phong Bà Hà có nhiều điều muốn nói Nhưng hồi lâu bà nhẹ nhàng ngắn gọn Ôi, tỉnh lại thì tốt rồi Mọi người lo cho con lắm đấy Nhất là cái Vi ấy Nhớ bù đắp cho con bé nhiều vào ông hà cùng với đình phong từ ngoài bước vào đình phong thấy chị dâu xấu hổ đỏ mặt anh lệ quay sang trêu chọc anh ơi mới tỉnh dậy đừng nên phát cơm chó lung tung Nghẹn chết đi được mình ném ánh mắt cảnh cáo với em trai vi tình ngượng ngùng xấu hổ đỏ lừa cả mặt mũi mình tỉnh dậy là tin tức rất tốt với nhà họ hà nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt từng người như chút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay mình đã tỉnh nhưng vẫn ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra theo dõi sau khoảng thời gian dài bệnh viện Hôm nay anh được xuất viện rồi Trở về biệt thự Tinh thần anh thoải mái hơn hẳn Vài ngày sau cô đến tập đoàn tiếp tục công việc Mặc cho Vi hết lời khuyên nhủ Buổi chiều cô có hẹn với đối tác bên ngoài Cho nên anh về nhà trước Hôm nay sinh nhật Vi Anh muốn tạo bất ngờ cho vợ Sau khi hoàn thành công việc Anh nhanh chóng trở về nhà Mọi thứ được anh chuẩn bị chu đáo Hoa, nến đều lung linh cả căn phòng anh không muốn chỉ tổ chức sinh nhật cho cô Anh dồn hết tâm huyết vào đó Nhưng muốn bù đắp khoảng thời gian trước cho cô Cô trở về nhà cũng hơn 7 giờ tối Mở cửa nhà thấy không ánh đèn Thoáng nghĩ anh vẫn chưa về liền lấy điện thoại gọi cho anh Cô chăm chú nhìn điện thoại Anh xuất hiện từ phía sau Nhanh chóng dùng khăn che mắt cô Cô đột ngột bị biện mắt thì hét ầm lên Ai? Ai đấy? Đừng sợ, anh đây Minh Ừ, bình tĩnh theo anh Làm gì thế? Sao bị mắt em? Bí mật, nào ngoan đi theo anh Anh dẫn từng bước cô lên phòng của cả hai Tới nơi mở mắt cho cô Sau đó tay cầm bánh sinh nhật chúc mừng cô Chúc mừng sinh nhật em bé của anh Cô xúc động cho những gì anh chuẩn bị cho cô Em ước đi nào Cô nhanh chóng làm theo Cô ước xong thổi nến Cầm lấy chiếc bánh bỏ sang một bên ôm chầm lấy anh Cảm ơn chồng, em thực sự hạnh phúc lắm Anh đưa tay xoa tấm lưng cô Giọng trầm ấm từ giờ chỉ cần làm em bé của anh Của anh ở đây rồi Cô nhọn chân hôn lên môi anh Thực may mắn khi em được làm vợ anh Ừ anh cũng thế Cô buông anh ra rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng Anh chuẩn bị tất cả đấy à Anh vòng ra sau lưng Ôm cô từ phía sau Rồi đặt cằm lên vai cô Em thấy sao thích chứ Cô xoay người vòng tay ôm lấy cơ thể anh Đương nhiên là em thích Thế không thưởng gì cho anh à <laughs> Hôm nay sinh nhật em Em không đòi quà thì thôi, anh đi đòi quà em là sao? Thôi được rồi, về anh tặng quà cho vợ. Dứt câu anh bế người cô lên, cô hốt hoảng hỏi, anh làm gì thế? Thả em xuống. Tặng em bảo bố nhỏ. Anh vừa nói, vừa mân mê vòng eo của cô, rồi sau đó nhẹ nhàng cùng nhau lên giường. Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh giấc. Anh đưa tay chạm vào bên kia giường như trống không, cô đã dậy rời đi từ lúc nào không hay. Lăn qua lăn lại một hồi Cuối cùng anh mới chịu xuống giường Vệ sinh cá nhân tinh tươm rồi xuống dưới nhà Anh ngỡ cô dưới phòng khách Nhưng khi xuống cũng không có ai Trên bàn ăn có phần ăn sáng Do chính tay cô chuẩn bị kèm lời nhắn Chồng dậy hâm nóng thức ăn rồi ăn Yêu chồng Anh trở lên phòng ngủ Đưa tay lấy cái điện thoại ở trên bàn trang điểm của cô Em đây Vừa đi đâu thế Sao không bảo anh đưa em đi Em có việc riêng Anh ăn sáng đi nhá Chiều tối rồi em về Thế nhá Vì Sao ạ? À? Có gì giấu anh đấy à? Có chuyện gì đâu Hôm nay ngày rỗ mẹ em Em muốn đến thắp hương sửa sang mộ phần cho mẹ Nghe cô nói anh đưa cả người Trước đây cô không nhắc chuyện này với anh Những gì anh biết về mẹ cô Chỉ vỏn vẹn vài thông tin ít ỏi tử phòng Thuê vợ ở đâu đấy? Gửi định vị cho anh đi Sao ạ? À? Anh đến thắp hương cho mẹ vợ chứ Cô cảm thấy hạnh phúc vì lời nói của anh Sau đó gửi định vị cho anh Em gửi cho anh rồi đấy Ừ, chờ anh nhé Cúp máy, Minh thay đồ cũng không quên mũi trái cây và hoa Sau đó lái xe đi theo định vị của cô gửi Năm nào đến ngày rỗ mẹ Cô đều chuẩn bị mọi thứ đến tháp hương Dọn dẹp mộ cho mẹ Ba cô từ ngày rước mẹ con bà Tuyết về Thì không bao giờ xuất hiện trước di mộ của mẹ lần nào Vừa dọn dẹp cô vừa nói chuyện Mẹ à, có gái mẹ đến rồi này Mẹ nhớ con không? Ở bên kia mẹ thấy vui, thấy hạnh phúc không mẹ? Ánh mắt cô đượm buồn nhìn phía di ảnh của bà cô gái mẹ có chồng rồi đấy anh ấy tên hà minh tụi con hạnh phúc lắm anh ấy đối với con rất tốt mẹ cứ yên tâm đi mẹ nhá con đường đến mộ của mẹ vi không xa chiếc xe dừng ứng khu nghĩa trang mình xuống xe mở cốp đem tất cả những gì mình chuẩn bị tiến vào trong cây cỏ mọc um tùm dọc lối đi có cây cao lên tận đỉnh đầu anh đi một lúc thấy bóng dáng cô gái nhỏ ngồi trước mộ phần anh nhanh chóng tiến lại phía cô nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trước mộ bà vì thế anh đến tránh sang một bên để anh có thể thắp hương cho mẹ Con là Minh, là chồng của Hân Vi Mẹ từ lỗi cho con đến tận hôm nay mới có thể gặp mẹ Mẹ yên tâm à, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em ấy thật tốt Anh đi đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô trong lòng Khoảnh khắc đó cô với lời anh nói với mẹ khiến cô cảm thấy ấm áp lạ tường Cả hai ngồi cạnh phần mộ, cô dọn dẹp cỏ bám lên mộ phần Để giữa trưa khi nén nhang cháy gần hết cả hai chuẩn bị ra về Chồng à, mình về thôi anh. Anh cùng cô chuẩn bị ra về, ông Phong cũng đi về phía phần mộ. Thấy vì ông ngượng ngùng. Hai con cũng ở đây à? Nghe tiếng ông, cả hai cú lúc lên tiếng ba. Vì thấy ông đến thăm mộ mẹ, trong lòng cũng rất vui. Ba đến thăm mẹ à? Ừ, lâu rồi ba không... Cô biết ông khó xử. Cô nhanh chóng tiến lên phía trước, nhìn lối đi cho ông. Ba vào đi ạ. Ông ôm bó hoa đặt trước phần mộ của bà, rồi rút nén nhang thắp. Hôm nay tôi đến đây trước hết là ngày dỗ bà Sau là tạ lỗi với bà Vì những sai lầm của tôi năm đó Bà ra đi trong uất ức thế này Rồi khiến cái vi sống trong đai nghiến ngần đó năm Tôi có lỗi với bà Tôi không mong bà bỏ qua lỗi lầm của tôi Vì tôi biết tôi không xứng đáng để được bà tha thứ Tôi thay bà chăm sóc cho con Bà cứ bên đó yên nghỉ nhé Vì nhìn thấy tất cả hành động Những lời ông nói Đôi mắt cô dần ngấn lệ Đôi vai nhỏ cũng run run anh kéo cô sang bên cạnh nhẹ nhàng an ủi vì ba xin lỗi con ba không mong con tha thứ nhưng mong con cho phép ba thăm bộ mẹ con chăm sóc lo lắng cho con nữa ba ba có thể đến thăm bộ mẹ bất cứ khi nào ba muốn ba ba xin lỗi nếu như con giận ba vì những gì ba gây ra cho mẹ những con đã mất đi mẹ rồi bây giờ chỉ còn mỗi mình ba con không muốn vì những chuyện trong quá khứ hai ba con sống trong căng thẳng như trước được rồi ba cảm ơn con nhiều lắm mình về thôi ạ à? hai đứa về trước nhé lát nữa ba về sau vì biết ông còn nhiều điều muốn nói với mẹ cho nên cô cùng anh rời đi trên đường trở về cô nghĩ mãi về những chuyện trước đây cô không biết mình làm vậy đúng hay sai nhưng cô tin chắc mẹ không muốn cha con cô sống trong hận thù ai cũng có sai lầm đó là điều không tránh khỏi Cô hy vọng bản thân tiếp nhận sự thay đổi của ông Và dần dần mở lòng đón nhận tình cảm ông dành cho cô Thấy cô im lặng không nói gì suốt đoạn đường Mình biết cô còn nhiều băn khoăn về mọi việc Xe dừng ở căn biệt thự của cả hai Anh xuống xe mở cửa cho cô Cùng cô bước vào nhà Vì mệt mỏi nằm dài ra ghế Anh cầm lấy túi sách của cô bỏ sang bên cạnh Rồi kéo cô ngồi trong lòng Vợ nghĩ gì thế? Không có gì ạ à? Với anh mà em không nói ư Cô rụi rụi vào ngực anh Ôm lấy tấm thân to lớn của anh Không Em chỉ đang nghĩ về chuyện đã qua ấy Nói anh nghe được chứ Em giận ông ấy Nhưng chuyện qua nhiều năm Mẹ con bà Tuyết cũng trả giá rồi Ở tuổi xế chiều Em không hy vọng ông ấy lủ thủ một mình Không sao đâu Làm những gì bản thân em muốn Em đừng nghĩ nhiều nữa Ừ Bên cạnh có anh Có nhà họ Hà Nhưng ông ấy chỉ có mỗi mình em Có thể tha thứ thì hãy tha thứ Vâng, em biết rồi ạ. À? Vợ anh đã làm rất tốt. Có thể vạch trần âm mưu của bà Tuyết. Anh rất tự hào về em. Cô nghe khen ngợi thì nhẹn miệng cười. Công của anh cả chứ còn gì. Nếu không có anh, có lẽ tập đoàn Mạc Thị bị bà ta chiếm mất. Vậy thưởng cho anh nhé. Cô đặt lũ hôn lên môi anh. Rồi, cảm ơn chồng. Từ ngày đó, Vi dần mở lòng đón nhận sự quan tâm từ ông Phong. Cô không buồn vì tới ngày hôm nay khi trải qua rất nhiều chuyện, Cô nhận ra thứ tình cảm lẽ ra cô phải có từ lâu Cô cảm thấy thoải mái hơn với ba Có thể nói có thêm một nơi để tựa vào mỗi khi mệt mỏi Mỗi khi rảnh, Vi và anh dành thời gian trở về nhà chính Và nhà họ mạc để cùng trò chuyện quê quần bên nhau Nhờ đó tình cảm dần dần được hàn gắn Bà Tuyết của Lý Tín bị cáo buộc bởi tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản Và cũng nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái của bản thân hôm nay cả hai có hẹn cùng trở về nhà họ hà dùng bữa cơm tối bà hà tận tay chuẩn bị thức ăn cho cả nhà toàn là những món dinh dưỡng vì chuẩn bị xong lái xe trở về nhà chính ba mẹ ạ à? bà từ trong bếp nghe thấy tiếng con dâu hai đứa về rồi đấy à ngồi 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 mẹ làm gì thế có phụ mẹ có mang chỗ hoa này cắm vào bình nhá mẹ đang lỡ tay trong bếp cẩn thận kéo gai đâm đấy có biết rồi ạ mình nhanh nhảo giúp mẹ cắm hoa còn minh thì ghé sang thư phòng nói chuyện chơi cờ với ba vì chọn cho mình chiếc bình ưng ý sau đó cắm những cành hoa vào cô không quên chụp một bức ảnh cô ngồi nhìn ngắm thành phẩm của mình đến nỗi bà hà gọi nhưng cô không hề nghe thấy vi ờ à, vâng sao thế hả mẹ làm gì mà thẫn thờ thế lê gọi ba với cả minh xuống ăn cơm dạ vâng ạ cô loàn ton đem bình hoa ra phòng khách rồi chạy tót lên thư phòng cô đưa tay gõ nhẹ cửa ba anh Minh à, hai người xuống dùng cơm thôi ạ à? Ừ, xuống ăn cơm thôi con Minh của cô xuống trước Còn ba thì xuống sau đó không lâu Cả nhà cùng quê quần với bữa tối Bà Hà nhân thường lệ gắp đồ cho cô Đồ bà làm ngon lắm Nhưng khi đưa miếng cá đến miệng Vì có cảm giác buồn nôn Cô nhanh chóng lấy tay bụp miệng chạy thẳng vào toilet Mình thấy vậy lo lắng chạy theo cô Cảm giác buồn nôn ập đến Nhưng cô lại không nôn ra được Khiến cô vô cùng khó chịu Vợ à, em sao thế khó chịu ở đâu à Em không sao Chỉ là cảm thấy buồn nôn nhưng không nôn được Em cảm thấy khó chịu quá Một lúc sau cả hai trở về bàn ăn Cô ngửi mùi thức ăn Cơ buồn nôn lại ập đến Bà Hà thấy vậy liền cười cười Này Vi có có thai đấy à Vì nghe bà hỏi tiếng ngớ người Dạ có thai à Bà nhìn biểu cảm của cô cười lớn Có phải dạo gần đây con mệt này Thèm ngủ này Người mùi tanh thì muốn ói à? Cô suy nghĩ rồi dè dặt trả lời Dạ, cụ có chút chút ạ à. Bà nhìn sang Minh Con đưa con bé đi khám ngay đi Khám cái gì hả à mẹ? Cái thằng này, chở con bé đi siêu âm xem có phải có thai không Mẹ thấy biểu hiện này 90% có thai Mình đưa cả người chưa thấy hấp thụ những gì mẹ nói Bà thấy vậy cau mày Bình thường không phải thông minh lắm mà Sao bây giờ ngỡ cả người ra thế Anh kéo ghế cô lại gần mình Đưa tay xoa xoa lưng cô Vợ, anh đưa vợ đi khám nhé Cô cố gắng để nén cơn buồn nôn Chị nhẹ nhàng gật đầu Tại bệnh viện Minh hồi hộp lo lắng chờ đợi kết quả từ bác sĩ Tâm trạng cứ như lơ lửng trên không Mãi khi giọng bác sĩ vang lên Anh mới thôi lo lắng Chúc mừng cô cậu Cô ấy mang thai hơn 2 tuần Cái thai phát triển rất tốt Dạ cô ấy ngửi mùi đồ ăn có cảm giác buồn nôn Cái này có cách khắc phục không bác sĩ Không sao đâu Đây là dấu hiệu bình thường khi mang thai thôi Sau đó Minh liên tục hỏi Han cách chăm sóc vợ bầu tránh những gì rồi ăn cái gì thì tốt cho cô vì ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò cô cảm thấy thực sự hạnh phúc hơn cả là sự xuất hiện của thành viên mới mọi người biết tin cô mang thai rất vui mừng những ngày sau đó tất cả mọi sự quan tâm mọi người xoay quanh cô và thiên thần nhỏ mình từ khi biết cô mang thai anh mua nhiều sách về chăm sóc mẹ bầu sách nuôi dạy con anh cũng không cho cô động tay động chân bất cứ việc gì Công việc của cô ở Hòa Thị Thì giao lại cho người khác Cô khi biết anh không cho mình đến tập đoàn làm việc Cô bị môi lên tiếng Này Hà Tổng Sao thế em Anh cắt trước em à Ngoan ở nhà làm bảo bối của anh Em mang thai vất vả như thế Đến tập đoàn làm việc anh không nỡ Nhưng ở nhà buồn chán lắm ý Anh đưa tay cưng nựng má cô Anh biết Anh sắp xếp công việc cho em Dành thời gian cho em và con Nếu không có thể cùng mẹ đi mua sắm được chứ nào cô biết anh lo lắng cho cô cô vui vẻ gật đầu anh thu xếp công việc ở tập đoàn để có thể về nhà sớm với cô cuối tuần cô cùng với bà hà đi mua sắm ở trung tâm thương mại hai người đi sắm đồ cho thành viên mới quần áo đồ chơi xe nôi cho em bé được cô mua đầy đủ đều đặn như thế mình vừa đi làm vừa chăm sóc cô không khác gì một em bé anh dành thời gian cho cô nhiều hơn được cô đi dạo đi khám thai định kỳ mình và Vi quyết định không hỏi giới tính của cục cưng mà đợi đến khi sinh. Đến tháng thứ tư, cô không còn nghe nữa, ăn uống bình thường trở lại. Đặc biệt rất hay thèm ăn bất chợt. Nhiều lúc Minh trở tay cũng không kịp. Chồng ơi chồng. Ừ, sao thế em? Vợ đói quá. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh ngọt. Anh nhanh chóng lái xe mua bánh cho cô. Bất kể muốn ăn cái gì, bất kể lúc nào cũng chiều cô. Cô cầm bánh ngọt trên tay miệng cười tươi. Anh đúng là tốt thật đấy. Ngoan, ăn nhanh rồi nghỉ ngơi nào Mỗi tối anh bôi kem chống dạn da Rồi xoa bóp cho cô Vì qua khoảng thời gian kiên cữ Nhưng anh rất tự giác kiềm chế mình Không đòi hỏi như lúc trước Anh sợ làm tổn thương đến cô Và cục cưng trong bụng Anh chỉ dừng ở việc ôm hôn Vì nhìn anh khổ sở kiềm chế bản thân thì trêu chọc Trông Này 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 đừng có dụ dỗ anh Em bầu xấu xí anh chán em đúng không Vậy bạ nào Vợ anh xinh nhất Có bao giờ không có chuyện anh chán em đâu Thế sao anh Không suy nghĩ lung tung Không phải anh không muốn Mà anh sợ bản thân kìm không được làm tổn thương em với con Cô cọ cọ lồng ngực anh Thế vất vả cho anh quá Vất vả gì đâu Em với con khỏe mạnh Đó là điều hạnh phúc nhất của anh Thấm thoát vì đã đến những ngày cuối cùng thai kỳ Tất cả xoay quanh cô cụ thiên thần nhỏ Đặc biệt là Minh Anh túc trực bên cạnh cô Tối đó đang ngồi xem báo cáo trợ lý gửi đến Vi trở dạ Cô ôm bụng rên gì? anh nhìn thấy ba chân bốn càng chạy thẳng đến đỡ lấy cô đồng thời gọi báo cho ông bà hà cũng như là ba cô biết anh loay hoay với cô một hồi cuối cùng thay đổi xong sau đó dìu cô ra xe đến bệnh viện anh không thể bình tĩnh đợi cô ngoài phòng sinh mỗi lần nghe tiếng hét của cô rùa gan nóng hết cả lên sau khi có sự đồng ý của y bác sĩ anh được vào phòng sinh cùng cô vì mệt lắm mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn anh đưa tay cầm lấy đôi tay nhỏ run lên may mắn sau tiếng la để khản cổ họng em bé cuối cùng chào đời vì nhìn ngắm thiên thần nhỏ là một bé trai khó khỉnh cô hạnh phúc vô cùng khi bé con bình an mình nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô sau sinh dáng vẻ khổ sở khi nhẫn nhịn cơn đau hồi lâu anh mới cất tiếng vợ sinh một lần thôi nhé chúng mình không sinh nữa nhé cô nhìn dáng vẻ của anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn không sinh lấy đâu ra bình giữa mò cho anh hai tay anh giữ chặt tay cô Đôi lúc biết nhẹ làn da lán mịn Không nỡ đêm chịu đau lần nữa đâu Cô biết anh lo cho mình Cô biết anh thích con gái Nhưng nhẹ nhàng an ủi Không sao đâu, anh đừng lo Em rất hạnh phúc, em không đau chút nào hết Anh im lặng, không đáp lời cô Chỉ lặng lặng đặt lên trán cô nụ hôn Cảm ơn vợ Anh yêu em và con nhiều lắm Ừ, em cũng yêu anh Sau khi vì được đưa về phòng nghỉ ngơi Tất cả mọi người hớn hở nhìn thấy cô và bảo bối nhỏ Bà Hà thấy khuôn mặt kháu khỉnh của bé rồi nhìn phía cô. Cảm ơn con dâu của mẹ. Cảm ơn con sinh cho nhà họ Hà bảo bối kháu khỉnh thế này. Vất vả cho con quá. Đến tiệc đầy tháng của cục cưng, bà Hà mong muốn tổ chức rình rang, nhưng vì chỉ muốn bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng. Bà bối được đặt tên Hà Minh Vũ, cậu bé mang nhiều nét đẹp của ba lẫn mẹ. Cậu bé rất dạn dĩ trước mọi người, không hề khóc. Minh Phong đưa món quà đầy tháng của Vũ cho Hân Vi, rồi đưa tay ấm thằng cháu, nào chú ấm nào Vũ mở miệng cười toe toét Cho người về phía đỉnh phòng Nghe bé Vũ cất tiếng gọi ba mẹ Cả hai ngỡ ngàng trong sự hạnh phúc vô cùng Mình bế cậu bé ôm trong lòng Có vừa gọi ba ư Vũ đưa tay lên mặt ba Miệng bi bô ba 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 Hân đứng bên cạnh Cô nhìn thấy sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh Hân vì lại gần ghé vào tai anh Em xin bé gái cho chồng nhé Không 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 Nhà ba người đủ rồi em như em muốn sinh bé gái Muốn đuổi gái bám em như là vụ bám anh Em ganh tị lắm Như vậy em có nhiều thời gian chăm sóc bản thân Như thế không tốt hơn à Mặc kệ anh, em muốn sinh Anh biết cô đau đớn thế nào khi sinh Vũ Anh không muốn cô vất vả như vậy Anh nghiêng người hôn lên má cô Nghe lời anh nào chồng Sao thế, em muốn sinh à Cô tưởng anh đồng ý, lập tức trở nên vui vẻ Thì đương nhiên là muốn Thế thì em tự sinh đi Anh không đồng ý đâu Sau nhiều lần dụ dỗ, Thậm chí cả đe dọa vẫn không nhận được cái gật đầu của anh Cuối cùng cô chấp nhận sự thật vũ phàng Cả nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc Mũ càng lớn càng cực kỳ bám bố Khiến cho Vi hờn dỗi Nhưng biết sao được Khi anh chứng kiến cảnh cô khổ sở khi sinh Anh cắt đứt mọi suy nghĩ sinh con thứ hai của cô Tình cảm của cô với ba trở nên tốt đẹp hơn Cô thoải mái bày tỏ niềm vui nỗi buồn với ông quả là ông trời không lấy qua ai tất cả. Sau gần đó năm, mình có gia đình nhỏ trọn vẹn, hạnh phúc bên cạnh cô. Anh yêu chiều cô hết mực như những gì anh đã hứa với cô. Chỉ có duy nhất một nhà ba người thì không thực hiện được, bởi vì lúc đó cô báo cô đã có thai rồi. Anh thực sự cả đời chỉ mong cô hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh. Vì thế anh chăm sóc cô rất cẩn thận và chào đón bé gái bình an chào đời. Đối với anh, quay quần bên người thân yêu của mình vậy là đủ rồi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện cũng đã kết thúc. Các bạn cảm nhận bộ truyện ngắn này như thế nào ạ? Chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.